Chương 61, cứu Việt Phương Hàn thấy đúng là đám đệ tử của Vũ Hóa Môn bị vậy, thế nhưng cũng không có nóng lòng ra tay ngay. Mấy trăm đầu thiên ma nhất ùng mà lên, hắn cũng không dám tùy tiện hành động, cứ tùy theo diễn biến trước mắt mà làm. Hơn nữa hắn rất tò mò đám đệ tử này vì sao có thể chống lại bầy thiên ma đông đúc như thế. Một cầm một sáo kia nhất định đều là linh khí. Ngoại môn đệ tử thuộc loại nào mà cho pháp bảo lợi hại như vậy? phải biết rằng ngay cả mấy vị hoàng thất đệ tử đại đức hoàng chiêu một kiện linh khí cũng không có trong linh khí phi kiếm cùng với pháp y chính là vi tôn bởi vì đối với kẻ địch chúng có lực sát thương rất lớn mặt khác đối với bản thân lại được tăng thêm một lực phòng hộ kiên cố phi thường bất quá hiện tại một đàn một sáo kia tuy rằng không phải là phi kiếm pháp y mà là một kiện hạ đẳng linh khí thế nhưng chúng lại có thể cầm cự được với đám thiên ma này hiển nhiên là mấy vị ngoại môn đệ tử này đã sớm có tính toán tỉ mỉ từ trước bọn họ khi tiến vào chiến trường thiên ma khảo hạch đã có sự chuẩn bị rất chu toàn rồi xem ra trong đám ngoại môn đệ tử cũng có những nhân vật lợi hại nếu không sao có thể dùng linh khí để khắc chế được đám thiên ma thân thể phương hàn cấp tốc xông lên hắn dùng tốc độ nhanh nhất phi lên bầu trời không để cho người nào phát giác ra hắn muốn yên lặng theo dõi kỳ biến hiện tại lực lượng tinh thần của hắn rất mạnh mẽ khi vận dụng thiên lang yên ngưng tụ thành thiên lang chiến khải tốc độ phi hành đột nhiên tăng vọt, đã hoàn toàn vượt qua tốc độ khi hắn dùng huyết miên ma y phi hàng rồi. Bên trên thiên lang chiến khải cũng mang theo một cỗ ma khí, cỗ ma khí này đã che đậy huyết nhục khí tức toàn thân hắn, đám thiên ma phía xa cho rằng hắn là một thiên ma biến thân thành, ngược lại cũng không đuổi theo. Càng chủ yếu hơn chính là tiếng đàn tiếng sáo phát ra khiến bầu trời chấn động, như sóng biển trong cơn bão cuộn trào mãnh liệt, chấn đắc khiến đám thiên ma trở nên hỗn loạn phi hành trên bầu trời cũng không ổn định, có một vài đầu thiên ma không chịu nổi hóa thằng hình ngươi rơi xuống đất. Nhưng lập tức lại càng có nhiều thiên ma hơn bổ sung vào chỗ đó. Phương Hàn thờ ơ lạnh nhạt thấy tất cả mọi chuyện, cuối cùng đều thu hết tràng cảnh này vào trong tầm mắt. Những đệ tử bị vây này đều là nữ nhân A, Nguyệt Nhi Sư Tỷ, sao lại có nhiều thiên ma như vậy, so với khảo hạch năm ngoái khác nhau rất lớn cũng không biết Tùng Đào Cầm và Vân Thủy Địch có thể khắc chế được chúng nó hay không. Nếu không được vậy hậu quả thực không tưởng tượng được. Hư Nguyệt Nhi khoanh chân ngồi trên mặt đất, trước người nàng có đặt một cây cổ. Dao cầm, đầu dao cầm làm bằng gỗ hơi khô héo, cứng rắn như sắt, cư nhiên là lôi kích mộc, ngón tay thon nhỏ của nàng liên tục lướt trên dây đàn, ngũ chỉ bay lượn, dây đàn rung động, mỗi một lần dao động lại có một cỗ pháp lực dương cương tạo thành âm ba bắn ra ngoài đem mấy đầu thiên ma tiến lại gần đánh bay đi. Nghe một vị sư muội hỏi, Hư Nguyệt Nhi vội vàng nói, không nên phân tâm, lần này để bọn tỷ muội có thể lấy được khảo hạch nội môn đệ tử ta từ Long Sư Tỷ mượn được hai kiện linh khí, bất quá hiện tại xem ra chỉ sợ thiên ma chiến trường xảy ra biến cố gì đó, đột nhiên lại có rất nhiều thiên ma dũng mãnh tiến vào, tình thế vô cùng hung hiểm, chúng ta chỉ có thể nỗ lực chống đỡ chờ môn phái tới cứu viện mà thôi. Nguyệt Nhi lần này chúng ta sợ rằng gian nan rồi đợi môn phái tới cứu trợ không biết phải qua bao lâu thế nhưng chúng ta liệu có chống đỡ được đến lúc đó không đúng lúc này nữ tử kia đột nhiên dừng thổi đem cây sáo cho nữ tử khác tiếp tục thổi vũ nhi không nên nói lời chán nản như vậy đối phó với thiên mai nhất định cần phải có lòng tin nếu không chúng ta xong mất hư nguyệt nhi đột nhiên cao giọng nói tiếp các sư muội các người cứ tiếp tục thổi đi mỗi người duy trì một canh giờ dùng âm ba để ngăn trở yêu ma thủy vân địch này có thể rèn đúc khí tức các ngươi phải hết sức chăm chú đem tinh thần dung nhập vào tiếng sáo để chống lại thiên ma đến lúc đó có thể tăng cường tu vi rồi thiên ma mặc dù nhiều thế nhưng đó lại là cơ hội rèn đúc bản thân rất tốt trong hiểm nguy mới phát được ra uy lực tiềm tàng của bản thân muội không có mất lòng tin tạm thời đám thiên ma này cũng không thể phá được công kích âm ba của chúng ta thế nhưng muội chỉ sợ kẻ mạnh nhất của đám thiên ma là ma vương đến đây thôi nữ tử tên là vũ nhi kia khó khăn nói đúng vậy thiên ma chiến trường phát sinh biến cố sợ rằng có thể gặp cả ma vương nữa đối phó với đám thiên ma này ngược lại không có gì dù cho có một hai con tiến vào đoạt thể xác chúng ta cũng có thể dùng tinh thần lực để chiến thắng chúng nó ngược lại có thể rèn đúc bản thân nữa thế nhưng nếu như xuất hiện ma vương tám người chúng ta ngay cả nguyên âm không chắc đã giữ được lúc đó chỉ có nhục nhã mà chết Đám nữ tử bị vậy trên khoảng đất kia tổng cộng có 8 vị, mỗi người dung nhan đều xinh đẹp như hoa, phong tư yểu điệu, xinh đẹp long lanh. Nghe vị nữ tử này nói, mấy người còn lại đều dùng mình một cái. He 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 he, đúng như lời nữ đệ tử kia nói, nguyên âm rất dư thừa, đều là nguyên âm tinh thuần không có tạp chất, vừa lúc lại phù hợp để chúng ta tăng cường thực lực. Cưỡng chế các nàng lại, không nên giết chết, để cho các nàng sống không bằng chết, ta thích nhất là tiếng nữ nhân rên rỉ, kêu rên thật đau đớn ta càng sảng khoái, mặt trái của tâm tình càng khiến chúng ta tăng cường thực lực. Đột nhiên trong lúc đó, ở bên ngoài phạm vi âm ba, liền có mấy đầu thiên ma cường đại ngang ngạnh tiến đến, ma khí rất mạnh còn ẩn hiện bóng dáng của thân thể, hiển nhiên bọn chúng rất cường đại gần đạt tới cấp bậc ma vương. Nói cách khác cũng chính là đồng cấp với cao thủ cấp bậc thần biến. Mấy đầu thiên ma này ha ha cười, trong tiếng cười tràn ngập vẻ ác độc, dâm tà, sau đó bọn này nhanh chóng biến hóa thành thân thể nam nhân xích lỏa, cường tráng, cờ bắp vạm vỡ. Nhất là là hạ thân, cái ấy, so với của con lừa còn to hơn, thẳng tắp đỏ tươi, tỏa đầy nhiệt khí, xấu xí dọa người. a à, mấy người nữ đệ tử thấy tình cảnh như vậy đều hét ầm lên. Kêu cái gì, chỉ có như vậy đã không chịu được sao? Hư Nguyệt Nhi, Vũ Nhi hai nữ tử huyết dài một tiếng rồi nhắm mắt lại, tiếng đàn đột nhiên biến đổi tư thế hào hùng khí nuốt vạn hổ, âm ba này khiến không khí chấn động, cường liệt vạn phần. Chúng tiểu nhân, tiếp tục đứng dậy tấn công, mấy đầu thiên ma biến hóa thành đại hán xích lóa lạnh lùng cười, nhất thời đám thiên ma xung quanh đều bị chỉ huy lần lượt đứng dậy, xếp thành một hàng như mũi khoan. Hung hăng đâm vào rào chắn âm ba, bụp bụp bụp, mũi khoan này đánh trên bức tường âm ba khiến thân thể hư nguyệt nhi chấn động, cây tùng đào cầm cũng bị chấn động nảy lên không ngừng mà mấy vị sư muội cũng ai nha một tiếng, bị chấn ngã lăn trên mặt đất. Bức tường âm ba vừa vỡ, thiên ma như nước vỡ bờ ảo ảo chạy vào, mọi người liều mạng diện ma, xoẹt, 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 mấy thanh pháp kiếm đều lóe lên, từng đạo phù chú cháy sáng, mấy vị nữ tử này phản ứng vô cùng mau lẹ thiêu đốt, chấn bùa, đó là một kiện pháp khí, khi nó bốc cháy hóa thành một đạo hòa quang hồng sắc, bao vây lấy mấy vị nữ tử ở bên trong, giống như một đạo tâm chân hỏa chuyên diện ma thế nhưng nó cũng không thể kéo dài, chỉ duy trì được nửa canh giờ, cũng không giống như linh khí ẩn chứa đại trận có thể cuồn cuộn vận chuyển không dứt. Phương Hàn cũng không có mấy loại pháp khí này, bởi vì thời gian hắn tiến nhập môn phái quá ngắn. Vô ích thôi, mấy đại hán thiên ma xích lóa đã tiếp cận thân thể mấy nữ đệ tử này, một vài đầu bay thẳng đến chỗ hư nguyệt nhi, vũ nhi hai nàng đầu lĩnh, bàn tay đen xì trục tới, đám thiên ma phía sau cũng ùn ùn mà đến pháp kiếm của một vị nữ đệ tử bị đoạt mất đào tâm chân hỏa vờn quanh người bỗng dưng tắt ngấm tuy rằng rất hung hiểm thế nhưng lúc này cũng không thể không ra tay lúc này trên bầu trời phương hàn thấy tình huống trở nên hết sức nguy hiểm nếu không ra tay cứu viện toàn bộ đám nữ đệ tử này sẽ bị tiêu diệt bị thiên ma trà đạp cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn nguyệt nhi làm sao bây giờ liều mạng đánh một trận lúc này hư nguyệt nhi và vũ nhi hai người đầu lĩnh của đám nữ tử thấy hộ thân pháp phủ bên người nữ đệ tử kia bị phá cũng không thể suy nghĩ được nhiều nữa bởi vì mấy đầu thiên ma cường hãn đã bước các nàng đến chân tường dùng âm phong ma khí hoàn toàn bao vây các nàng lại tùng đào cầm vân thủy địch hai kiện linh khí cũng bị âm phong cuốn đi tình hình này khiến trong lòng các nàng cảm thấy tuyệt vọng đúng lúc này đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sói chu kịch liệt một đạo hắc khí cầu vồng kinh thiên ầm ầm lao xuống, mấy con thiên ma có thực lực yếu khi tiếp xúc với đám hắc khí này đều bị bao vây lấy, sau đó chu lên một tiếng rồi biến mất. Phương Hàn đã xuất thủ rồi, đối mặt với mấy trăm thiên ma, hùng dũng xông tới cứu viện. Chương 62, Già Lam hội khi thiên lang yên hóa thành thiên lang chiến khải, năng lực phòng ngự lại một lần nữa được tăng cường, hơn nữa hung sát chi khí càng thêm dày đặc. Điều này rất có lợi khi Phương Hàn đối mặt với thiên ma, cũng khiến hắn tự tin hơn khi bảo mệnh và cứu người. Hắn một mạch sung phong liều chết tới cứu người cũng không phải là hành sự lỗ máng mà là nhìn thấy đám thiên ma kia đã công phá được phòng tuyến của tám nữ đệ tử, mỗi người đều gào thét nhằm xông lên quyết chiến một phen, không cố kỵ gì cả, thế nhưng đám thiên ma quá nhiều cho nên trở tay không kịp. Hắn hùng dũng như thiên lang nhằm vào con mồi từ trên trời bổ xuống, khí tức cực kỳ oanh liệt, một đi không trở lại, trong đó còn kèm theo tiếng rít gió do cơ thể gây ra hơi thở của hắn vốn rất dài, tiếng nói lại lớn, một tiếng giống này sản sinh ra âm ba lạnh lẽo cực kỳ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với linh khí tùng đào cầm, vân thủy địch. Đòn đánh này lập tức mở ra một cái thông đạo như đường máu. Hắn xuất thủ cũng tàn nhẫn, bàn tay chộp tới, hắc khí bắn ra, một chảo vỗ tới thân thể một thiên ma đã nát bấy, không thể ngưng tụ lại nữa. Cái xác này lặng lẽ bị thu vào bên trong giao phục hoàng tuyền đồ để luyện chế thành đan dược. Chỉ đơn giản qua vài nhịp thở, mấy trăm đầu thiên ma đã bị hắn chém giết còn có hai ba mươi đầu. Đây là còn do hắn không chịu đem phân tán thiên lang yên ra, nếu như phân tán tạo thành một chiếc lưới chụp xuống, chỉ sợ trăm đầu thiên ma một lượt cũng có thể bắt sạch. Bất quá như thế lại mất đi bảo hộ của thiên lang yên, tính mệnh của hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ngăn hắn lại, mấy đại hán thiên ma cường hãn biến thành thân thể xích lóa phản ứng cực nhanh, bào giống phát ra tiếng thét chói tai, song trường chụp tới âm phong nổ mạnh, cuồn cuộn như lốc chặn Phương Hàn lại. Phương Hàn làm như liều mạng, làm ra vẻ trượt ra phía ngoài, chờ khi thiên ma hướng ra phía ngoài chặn lại thân thể hắn đột nhiên trầm xuống, hóa thành một đoàn hắc quang xoay tròn bao quanh hư Nguyệt Nhi, Tiểu Vũ, sau đó thiên lang yên bao lấy tất cả đám nữ tử lại, mỗi một người bị vậy lấy tạm thời được an toàn trong đó. May quá chỉ có tám cô gái, nếu như nhiều hơn nữa chắc thiên lang yên khó có thể chứa được. Thiên Lang Yên mỗi lần phân ra một phần uy lực lại bị chia ra, lần này phân ra làm tám để bảo vệ chúng nữ. Thiên Lang chiến khải trên thân thể Phương Hàn cũng lập tức tan rã, sau đó biến thành Lang Yên pháp cầu, tốc độ, uy lực, lực phòng hộ đều bị yếu đi không ít. Chư vị không nên hoảng hốt, ta là đệ tử Phương Hàn của Vũ Hóa Môn tới đây thí luyện, bởi vì trên tay có một kiện ma bảo, cho nên mới có thể thu phục được thiên ma, lần này thiên ma chiến trường. Xảy ra biến cố, Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực vượt qua kiếp nạn này, khi thanh âm của Phương Hàn truyền đến tai của từng vị nữ tử, lập tức khiến các nàng thở dài một hơi, lúc bắt đầu nhìn thấy bản thân bị vây trong hắc yên, các nàng còn tưởng là ma pháp của thiên ma, kinh khủng vạn phần, thế nhưng khi nghe được có người môn phái tới cứu viện, các nàng đều biết mình đã tránh được một lần đại kiếp nạn rồi. Hư Dạ Uyển và Vũ Nhi hai thủ lĩnh của đám đệ tử lúc này cảm kích vạn phần đối với người cứu viện là Phương Hàn kia thiếu chút nữa nước mắt lưng tròng chảy ra, điều này đúng thật là như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lần này nếu không có Phương Hàn ra tay, các nàng hiện tại lọt vào độc thủ của thiên ma, muốn chết cũng khó khăn. Người tới là vị sư huynh nào vậy? Ân cứu mạng hôm nay, tám tỷ muội chúng ra dù tan xương nát thịt cũng khó có thể đền đáp được, hư nguyệt nhi kêu lớn. Vù vù, vù vù, lang yên lại biến hóa hình thành nên một pho yên cầu thật lớn phương viên mấy trượng đem tám người kể cả phương hàn đều bao bọc ở trong đó hình thành nên một một tầng bảo hộ kiên cố bên ngoài yên cầu là vô số thiên ma bay lượn liên tục đánh lên khiến yên vụ bên ngoài cuồn cuộn ba động thế nhưng không thể nào phá được tầng phòng ngự này lúc này hư nguyệt nhi vũ nhi còn có sáu nữ đệ tử đã thấy được hình dạng của phương hàn hiện tại cả người hắn hiên ngang cao to anh khí bừng bừng hình thể gần như hoàn mỹ mặc một kiện pháp y hơi cũ có thể cảm nhận được từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể hắn, tựa hồ như bức tượng trăm nghìn năm trải qua bàn tay của một đại sư nghệ thuật điêu khắc nên vậy, mỗi một thốn cơ thể đều toát ra khí chất, mị lực khiến người khác say mê. Điều này làm cho tám nữ tử vừa nhìn, con mắt đều sáng lên, thầm hô, đúng là một nam tử có thân hình hoàn mỹ. Thân hình của Phương Hàn hiện tại ngay cả khí chất so với trước kia cũng có khác biệt nghiêng trời lệch đất, đây là do kết quả khi hắn tu luyện tới thần biến cảnh giới có thể dùng khí huyết kích thích thần biến Nguyệt khiến thân thể biết đổi, nhưng quan trọng hơn chính là do tác dụng của dược lực cửu khiếu kim đan, bằng không coi như là thần biến cao thủ bình thường cũng không có được đường cong cơ thể hoàn mỹ lưu sướng như hắn. Phương Hàn Sư Huynh, pháp bảo này của ngươi chính là thiên lang thất sát yên à, nghe đồn là một kiện bảo khí bên trong thất sát hồ lô, là bảo bối của yêu thần tông, sao lại ở trên tay ngươi vậy, ánh mắt hư nguyệt nhi rất lợi hại kiến thức rộng rãi, nhìn thoáng qua một chút đã nhận ra vật bao vây bản thân chính là thiên lang yên. Là thanh tuyết sư tỷ đoán được từ yêu thần tế đàn sau đó cho ta để. Phòng thân, không nghĩ tới hôm nay lại hữu dụng, bất quá chúng ta vẫn đang trong vòng nguy hiểm, ta vẫn chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh, cho nên không phát huy hết được uy lực của lang yên, hiện tại chỉ để bảo hộ chín người chúng ta, phi hành cũng sẽ rất chậm, không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của thiên ma. Phương Hàn cẩn thận nhỏ giọng nói. Thiên lang yên chỉ khi tập trung cao độ mới ngưng tụ thành thiên lang chiến khải, lúc đó tốc độ phi hành cực nhanh mới có thể thoát khỏi sự truy sát của thiên ma. Hiện tại do phân tán ra khiến nó biến thành một đại pháp để bảo vệ chín người, lúc này nếu phi hành sẽ rất chậm so với thiên ma đúng là rùa bò, thà là ở một chỗ còn hơn đào tàu. Được rồi, còn chưa thỉnh giáo tên của mấy vị sư muội sư tỷ. Ta là Hư Nguyệt Nhi, nàng gọi là Dạ Vũ, phương sư huynh cứ gọi chúng ta là Nguyệt Nhi, Vũ Nhi là được rồi. Chúng ta nhập môn đã được 5 năm, đến Thiên Ma chiến trường khảo hạch cũng đã hai lần, lần trước không có vượt qua được, thế nhưng cũng gặp nguy hiểm vạn phần, cho nên đợt khảo hạch này cũng có chuẩn bị, nhưng không ngờ lại phát sinh biến cố như vậy. Nguyên lai là hai vị sư tỷ, ta mới nhập môn được nửa năm, ơ mà còn chưa thỉnh giáo mấy vị sư tỷ còn lại, Phương Hàn quay sang hỏi sáu vị nữ tử còn lại. Khanh khách khanh khách, các nàng đều nở nụ cười những nữ đệ tử này không ngờ thực lực của phương hàn lại cao cường như vậy thái độ làm người cũng rất khiêm tốn không có như các đệ tử khác có chút thực lực liền cao ngạo đến trời nói năng không coi ai ra gì mà phương hàn lại vừa cứu tính mạng các nàng thế nhưng không có bộ dạng đòi các nàng trả ơn vì vậy cảm tình của các nàng đối với phương hàn đều tăng lên cực điểm về phần phương hàn mới nhập môn nửa năm thực lực đã trở nên cường đại như thế cũng không phải là chuyện hiếm thấy ngoại môn đệ tử của vũ hóa môn đa phần đều là tu luyện ở ngoài cho đến khi cường đại mới tiến nhập môn phái để tu luyện sâu hơn. Tuy rằng Phương Hàn mạnh đến nỗi không thể tin được, thế nhưng có quan hệ với Phương Thanh Tuyết cho nên các nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta là Ngạ Vi, Từ Huyền, Hì Hì tên là Yến Tiểu Ngư, ta là Yến Tiểu Tinh, Tiểu Ngư là muội muội của ta. Phương Hàn Sư Huynh, ta là Lâm Phượng Hy, Nam Bối Bối, chúng ta là thành viên huyền cấp của Già Lam Hội, trong đó người ít tuổi nhất phòng chừng chỉ có 12-13 tuổi. Già Lam Hội, Phương Hàn sừng sốt hỏi, Già Lam Hội là những nữ đệ tử như chúng ta tại môn phái thành lập nên một tổ chức nhỏ, nhằm bảo vệ bản thân khỏi bị các đệ tử khác khi dễ, lại có thể giúp nhau tu luyện, đề thăng thực lực nữa, Phương Hàn sư huynh thời gian làm ngoại môn đệ tử. Của huynh còn thiếu, cho nên không biết, vũ hóa môn chúng ta có gần 40 vạn ngoại môn đệ tử, 5.000 nội môn đệ tử, trong đó có rất nhiều tổ chức nhỏ thậm chí còn có cả chân truyền đệ tử những người này đều là đầu mục hư nguyệt nhi vội vàng giải thích a nguyên lai là như vậy phương hàn liền hiểu ra vũ hóa môn có nhiều đệ tử như vậy ngư long hốn tạp khó tránh khỏi có nhiều kẻ muốn lập bang kết phái đều muốn tranh thủ lợi ích cho bản thân không bị khi dễ coi như là triều đình có bại vong văn võ bá quan cũng có thể kết bè kết cánh văn nhân ở giữa thành lập đảng phái võ tướng cũng có bè phái huống hồ thân là đệ tử vũ hóa môn tranh giành lợi ích còn gấp nhiều lần so với trong triều đình trong triều đình chỉ là danh lợi thế nhưng ở vũ hóa môn lại là lợi ích cùng với lực lượng thần thông trường sinh mấy thứ này đều có lực hấp dẫn trí mạng cũng đủ để từ giản đơn biến thành phức tạp tạo nên những mối quan hệ vô cùng rắc rối rồi ở đâu có người sẽ có giang hồ ở đâu có lợi ích ở đó sẽ có tranh chấp cùng thế lực nhất là trên con đường truy cầu lực lượng lần này phương hàn sư huynh đã cứu tính mệnh chúng ta khi trở về nhất định chúng ta sẽ bẩm báo tới đại sư tỷ ở già lam hội sau này nếu như sư huynh gặp phải phiền phức gì chỉ cần phân phó chúng ta dù có nhảy vào núi đao vạc dầu cũng không chối từ nguyện đem hết toàn lực ra giúp đỡ giả vũ cũng chính là nữ tử được xưng là vũ nhi lên tiếng phương hàn nghe nàng nói thế trong lòng rất vui vẻ biết mình lần này cứu người đã đạt được mục đích để già lam hội thiếu mình một cái đại nhân tình sau này dễ rồi, nhìn tám nữ tử này ngay cả linh khí cũng có thể mượn được, có thể thấy được thế lực của Già Lam hội, chắc là trong hội này bao gồm ngoại môn đệ tử, mà nội môn đệ tử khẳng định cũng có, thậm chí đại tỷ các nàng chỉ sợ là chân truyền đệ tử, phải biết rằng chân truyền đệ tử chỉ có 108 vị. Điều này cũng đủ nói lên thế lực của bọn họ rồi. Hắn đang muốn nói, bỗng tình huống đột biến xảy ra, ầm ầm, Lang Yên bỗng nhiên kịch liệt rung động mọi người bên trong đều bị chấn động đến nỗi khí huyết nhộn nhạo. Ánh mắt mọi người vừa nhìn ra liền thấy mấy đầu lĩnh thiên ma đại hán xích lóa lần thứ hai chỉ huy mấy trăm đầu thiên ma thành một mũi nhọn hung hăng bổ lên thành lang yên. Chương 63, thiên long bát âm mấy trăm đầu thiên ma sắp tiếp cận cấp bậc ma vương được bốn năm con thiên ma đầu mục lãnh đạo, liên hợp cùng nhau tạo lên sức chiến đấu thật cường hãn, thiên lang yên hình thành nên pháp cầu có khả năng không cầm cự được lâu. Tùng đào cầm, vân thủy địch, Thấy tình cảnh này, Hư Nguyệt Nhi, Giả Vũ, cùng mấy nữ đệ tử già Lam Hội tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Các nàng liền sử dụng đàn, sáo, phát ra âm ba nhằm trợ uy cho Phương Hàn. Tạm thời không nên gảy đàn. Bằng không pháp cầu Thiên Lang Yên này càng mau chóng tan rã, khiến bản thân bị ngộ thương. Nguyên lai Thiên Lang Yên là ma là ma khí, âm ba lại ở bên trong công kích ra. Đầu tiên là sẽ công kích lên pháp cầu, pháp bảo cấp linh khí cũng không thể dung nhập ý thức của mình không thể phân biệt được địch ta vậy làm sao bây giờ hư nguyệt nhi giả vũ khẩn trương hỏi ta đến từ một đến ba liền thu thiên lang yên lại rồi xông ra ngoài giết thiên ma các ngươi thôi động pháp lực của đàn sáo tự bảo vệ mình thời gian cấp bách không cho phép mọi người dài dòng phương hàn nói liên thanh một hai ba thiên lang thu pháp cầu khổng lồ của lang yên đột nhiên thu vào bên trong mắt thường không thể theo kịp tốc độ co rút trong lúc đó xung quanh liền hình thành một luồng khí lưu rất nhiều thiên ma ở bên ngoài chu lên thảm thiết, bị dòng khí lưu cuồng bạo chấn thành mảnh nhỏ. Thiên lang chiến khải, phương hàn đem toàn bộ lang yên thu lại, một lần nữa ngưng tụ thành áo giáp, lấy cứng đối cứng xông thẳng vào mũi nhọn mà đám thiên ma tạo thành. Dầm, lực lượng của mấy trăm đầu thiên ma đụng độ với phương hàn, nhất thời hắn cảm thấy gân cốt toàn thân như rời ra, thiên lang chiến khải bỗng nhiên hóa thành một làn khói đen, co rút lại rồi chảy vào trong thất sát hồ lô, rõ ràng một đám thiên ma cũng bị đập nát mất đi năng lực phi hành của thiên lang chiến khải phương hàn từ trên không trung rơi xuống sau đó lăn trên mặt đất vài vài vòng rồi đứng lên may mà không có con thiên ma nào chạy tới đánh lén mà độ cao cũng chỉ bằng hai ba thân người chặp lại nếu không từ trên cao rơi xuống dù cho thân thể có cường đại đến mấy cũng tan xương nát thịt đó cũng chính là điểm yếu khi người ta chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh tất cả đều nhờ vào ngoại lực rất là nguy hiểm ngoại lực dù sao cũng không phải là của chính mình, không thể điều khiển tùy ý được. Trên thực tế rất nhiều đệ tử môn phái cũng có pháp bảo linh khí, cho lúc cùng người khác xính cường, sai sót một chút liền bị rơi từ trên không trung xuống chết tốt. Có đệ tử được ban cho một kiện linh khí pháp y, muốn thử cảm giác phi hành một chút, kết quả khi lên tới độ cao rất lớn, bất ngờ gặp phải một cơn gió to. Pháp y trên người cũng bị cuốn bay, rơi từ trên cao xuống, mạng đã ô hô ai tai rồi thiên lang yên bị đánh tan trong lúc chui vào thất sát hồ lô chỉ trong chốc lát trong thất sát hồ lô bỗng nhiên rung động phương hàn cũng cảm giác được bên trong hồ lô bảo khí này truyền đến một cỗ yêu lực đem thiên lang yên chữa trị tâm niệm vừa động thiên lang được chữa trị hoàn tất liền từ trong phi ra bao vây lấy toàn thân hắn một lần nữa hóa thành chiến khải quả nhiên là bảo khí thật là thần diệu trong lòng phương hàn rất mừng rỡ nên biết lực lượng của mấy trăm đầu thiên ma không phải chuyện đùa có thể trực tiếp hủy đi nhất kiện linh khí. Nếu như vừa rồi Phương Hàn mặc là huyết miên ma y, vậy trực tiếp đã bị xé nát rồi. Phải cần có cao thủ thần thông bí cảnh dùng pháp lực khôi phục lại trận pháp thì mới được. Thiên Lang Yên cũng là nhất kiện linh khí, vừa rồi lại bị chấn nát, coi như là vứt đi rồi, cần phải có lực mạnh khí trọng mới luyện chế lại được. Thế nhưng thất sát hồ lô lại có công năng chữa trị, bằng không sao xứng với cái tên nhất kiện bảo khí chứ, hoa hoa, hoa hoa, hoa hoa sau khi thiên lang yên của Phương Hàn bị chấn nát, hơn 10 đầu thiên ma thấy cơ hội đã đến, thét gào bay tới chỗ hắn, quay tròn xung quanh Phương Hàn, muốn chui vào trong thân thể hắn, tiến nhập vào trong não hải xóa bỏ ý thức của hắn. Nhưng thật không ngờ, thiên lang yên lại lần nữa hình thành bao vây lấy bọn chúng, một làn gió nổi lên đã cuốn bay bọn chúng vào trong hoàng tuyền đồ. Bị ngâm trong hoàng tuyền thánh thủy, đám thiên ma này lập tức bị gột rửa ma tính tinh thần lực trở nên tinh thuần sau đó bị luyện chế thành bích lạc đại đan. Một lần nữa ngưng tụ thành thiên lang chiến khải khiến Phương Hàn lại dũng mãnh như rồng như hổ, trực tiếp bay lên, tay đấm cước đá, trong nháy mắt đã có hơn 10 đầu thiên ma bị giết chết, mà lúc này tiếng đàn tiếng sáo cũng phối hợp vang lên phát ra một vòng âm ba, khiến đám thiên ma chấn động ngã trái ngã phải kêu thảm liên tục, điều này tạo cơ hội rất lớn cho Phương Hàn. Tuy rằng thanh âm của Tùng Đào Cầm, Vân Thủy Địch đối với hắn cũng có ảnh hưởng, Thế nhưng thiên lang chiến khải đã ngưng tụ cao độ, không thể so với lang yên pháp cầu lúc trước, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn, cho nên hắn cứ thỏa thích mà chém giết thiên ma. Thiên ma kêu thảm liên tục, bị phương hàn liên tiếp chém giết hơn bảy tám chục đầu. Bích lạc đại đan trong hoàng tuyền đồ bây giờ cũng đạt tới gần hai trăm viên. Bất quá hai trăm viên bích lạc đại đan này cũng không đủ để cho 10 đầu phi thiên giả xoa dùng, chưa nói chi là để cho bản thân phương hàn tăng cường lực lượng tinh thần chúng tiểu nhân dùng toàn lực đánh chết tên tiểu tử này cho ta mấy đầu đại hán thiên ma thẹn quá thành giận lại lần nữa chỉ huy đám thiên ma công sát mà chính bọn nó lại bay tới vây tròn xung quanh phương hàn rồi đột nhiên liên thủ đánh ra một quyền âm phong gào thét quyền thế cư nhiên hình thành một pho thủ thủy hang khổ ầm ầm mà tới đám thiên ma này cư nhiên đã học được ma công phải đánh chết bọn chúng năm đầu thiên ma cường đại này nếu luyện chế thành bích lạc đại đan chất lượng sẽ hơn xa đan dược bình thường đó phương hàn đã sớm thèm nhỏ rãi đối với đám thiên ma thủ lĩnh này hắn nào chịu buông tha toàn thân khẽ động thân thể biến hóa phi hành giống như con sói như thiền điện tránh né ma thủ nắm tay vung lên hung hăng đấm tới một tên đại hán thiên ma tốc độ của đầu thiên ma này hơi kém hơn so với thiên lang chiến khải bụp một quyền đã đá đánh lên người nó trên ngực liền xuất hiện một lỗ thủng lớn bất quá không có chảy máu chỉ là thân thể hơi run rẩy một chút kiệt lực tìm đường chạy trốn. Thế nhưng một quyền này của Phương Hàn khi tung ra còn kèm theo một tiếng giống to, khiến thân thể thiên ma này tan ra, lang chảo, hung hăng bổ lên, lập tức đán tan đầu thiên ma thủ lĩnh này, sau đó tiện tay vớt lấy xác nó bỏ vào trong hoàng tuyền đồ. Tinh khí thật mạnh, bên trong hoàng tuyển đồ truyền đến âm thanh ngạc nhiên của Diêm, sau đó một viên bích lạc đại đan to cỡ đầu tầm xuất hiện, giống như bích lạc đại đan đều có màu xanh thế nhưng kích cỡ lại to hơn nhiều màu sắc giống như phỉ thúy màu xanh biếc nhẹ nhàng lưu truyền như một viên lục bảo thạch hoàn mỹ một viên đan dược này chất lượng thật quá tốt căn bản không phải là mấy viên đan dược kia có thể so sánh được xem ra giết chết thiên ma thủ lĩnh đã tu luyện qua ma công mới là lựa chọn chính xác nhất trong lòng phương hàn rất mừng rỡ nghĩ lợi ích đúng là có lực mê hoặc rất lớn hắn cũng không để ý tới bất cứ giá nào nữa sử dụng toàn bộ khí lực bản thân liều mạng giống to quay sang một đầu thiên ma thủ lĩnh khác truy sát thế nhưng đám thiên ma thủ lĩnh này biết khôn rồi chúng nhanh chóng biến hóa thành âm phong sau đó liên hợp lại tạo thành một pho âm phong thật lớn quay tròn trên không trung hướng tới phương hàn nghiền ép phương hàn một bên né tránh một bên giống to thế nhưng chỉ có thể làm tổn thương được đám dâu ria ở mé ngoài không cách nào lay động được đám thiên ma thủ lĩnh ở hạch tâm ngươi chưa học qua chân ngôn giống to như vậy chỉ tổ lãng phí tinh lực lực lượng không tập trung tản mát làm sao có thể làm tổn thương được thiên ma ta sẽ dạy ngươi thiên long bát âm nếu ngươi học xong có thể điều chỉnh âm tiết quán nhập tinh thần vào trong thanh âm ngưng mà không tán đối với thiên ma không có âm hồn quỷ vật bảo hộ thân thể là vũ khí có lực sát thương không gì sánh được vốn vũ hóa môn cũng có một loại chân ngôn tương tự là hạo khí trường ca áp dụng bí quyết thiên địa nổi giận mà thành bất quá ta lại không biết thứ đó Âm công lực sát thương đối với thân thể không lớn lắm, không bằng phi kiếm, quyền đầu, nhưng đối với thiên ma loại này là vô hình khí lưu, đối phó với bọn chúng lại là tối thích hợp. Nghe Phương Hàn giống to để chấn ma, nhưng lại không có đường lối, lãng phí rất nhiều lực lượng, Diêm thật sự nhịn không được, lên tiếng. Sau đó một cố pháp quyết huyền ảo, hình vẽ truyền vào trong đầu Phương Hàn, thiên long bát âm. Chương 64, âm sát thuật trông đầu của Phương Hàn liền hiện lên hư ánh của bát điều thiên long bát điều thiên long này uy mãnh không gì sánh được, tròm dâu, kim lân, móng vuốt, trường giác, khí chất đều từ thời thái cổ tang thương, thần thái ngạo thị thiên hà, khiến kẻ khác vừa nhìn đã cảm thấy thiêng liêng cao thượng, khí tức này dường như có thể xua đuổi tất cả tà ma, khi bát điều thiên long xuất hiện, nó liên tục phát ra từng tràng tiếng ngâm, âm thanh này đều do hơn trăm ngàn âm tiết cấu thành, dường như là căn nguyên của âm thanh từ thời xa xưa vọng về vậy sau đó là rất nhiều văn tự khẩu quyết truyền vào đại não của phương hàn thu lấy khí vào phổi sau đó áp xúc lại khí tức tự hành bao trùm đan điền di chuyển tới khắp đốt sống ngưng tụ thành tinh thần biến hóa thành bát long âm tiết lặp đi lặp lại một đoàn khẩu quyết này tuy rằng huyền ảo thế nhưng đại đa số đều là cách làm thế nào để vận lực phát âm áp xúc tinh thần phối hợp chuyển động cùng thân thể khiến tinh thần ý niệm và thân thể phối hợp cao độ tạo ra pháp môn đây đối với Phương Hàn là người đã tu luyện tới thần biến cảnh giới mà nói cũng không quá phức tạp, bởi vì hắn tu luyện võ công sớm đã hiểu phương pháp vận dụng pháp môn của cơ thể rồi. Bất quá thiên long bát âm này cũng có rất nhiều chỗ khiến hắn chấn động. Nguyên lai like khi phát âm không chỉ là ít hầu, khoang mũi, tiểu phúc, mà ngay cả dạ dày cũng có thể phát ra âm thanh, thậm chí là lá lách cũng có thể, ngay cả nơi khuỷu tay, chân cũng có thể phát ra âm thanh. Toàn thân tính ra thì có tới 8 nơi có thể phát ra thanh âm bất quá người thường lại không hiểu được làm thế nào để những bộ phận đó phát ra âm thanh cả bởi vì cơ bắp thiếu sức mạnh không thể rèn luyện đến mức tạo thành màng loại bí pháp thiên long bát âm này phát ra thanh âm theo phương thức rất cần sức mạnh của thể năng cơ thể phải có tính mềm dẻo cực lớn mới thi triển được ra chỉ chốc lát sau hắn đã hiểu rõ ký xảo phát âm trong đó bí quyết để thân thể và tinh thần phối hợp chặt chẽ sự kết hợp của các loại âm tiết đó cũng là nhờ tu vi hiện tại của hắn đã khiến trí nhớ trở nên rõ ràng hơn tư duy so với người thường trở nên minh mẫn hơn rất nhiều phương hàn tự tin có thể thi triển chính xác ra chiêu thiên long bát âm đầu tiên là ngưng thần sau đó khom lưng tứ chi lay động thắt lưng hóp lại tiểu phúc nhập vào xuất ra phổi phát ra tiếng động như sấm khoang mũi tràn đầy không khí bộ dạng của hắn lúc này trông rất giống một con thần long đang bay lượn trên bầu trời hình cũng giống ý lại càng giống hơn thanh âm liên tiếp dồn nén kịch liệt chấn động ẩn chứa khí tức lăng lệ thần thánh sức phá hoại thật lớn từ trên thân thể hắn bắn ra giống như nghìn vạn người cùng nhau điên cuồng hét lên như trăm nghìn quái thú cùng nhau rít gào trăm nghìn núi lửa cùng nhau phun trào trăm nghìn thác nước cùng nhau đổ xuống ô cô ma ni hồng thiên long bát âm đã được phát ra một cơn lốc khổng lồ đột nhiên bạo phát có thể rõ ràng nhìn thấy từng vòng âm ba đồng tâm chấn động lấy phương hàn làm trung tâm tản mát xung quanh, thanh âm này so với trước kia phương hàn giống còn to hơn gấp đôi, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa ý chí mạnh mẽ không thể tưởng. Nếu như vừa rồi phương hàn giống to không có mục đích là một mảnh âm thanh hốn tạp mất chất tự, thì bây giờ thanh âm trong thiên long bát âm lại rất có tổ chức, kỷ luật, như qua hàng ngàn sự gọt rúa tinh tế mà thành, sức chiến đấu tự nhiên mạnh mẽ không thể so sánh nổi. A à, Ta đau đầu quá, đây là thanh âm gì vậy? Chói tai quá, đau đầu quá. Ngũ tạng ta như bị kích thích vậy. Con người làm sao có thể phát được ra thanh âm bén nhọn như vậy chứ? Thanh âm của Tùng Đào Cầm, Vân Thủy Địch toàn bộ bị tiếng của Thiên Long bát âm lấn áp. Mấy nữ đệ tử khi nghe thấy thanh âm này, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, trong mắt đều hiển hiện lên tơ máu. Nguyên nhân đương nhiên là do thanh âm bén nhọn của Thiên Long bát âm gây nên rồi thanh âm kia giống như một lưới dao sắc bén mãnh liệt cắt mạnh vào đại não các nàng các nàng không thể tưởng được vì sao nhân loài lại có thể phát ra thanh âm kinh khủng như vậy mau che lỗ tai lại hư nguyệt nhi giả vũ hai người đầu lĩnh sắc mặt đột biến thực lực thân thể tinh thần của các nàng rất cứng cỏi hai nàng vội vã thổi sáo đánh đàn ý đồ muốn trung hòa cùng âm thanh của thiên long bát âm nếu tu vi yếu hơn một chút chỉ là thần dũng cảnh giới thôi đám nữ đệ tử này sợ rằng đã biến thành ngu ngốc rồi bất quá những nữ đệ tử này cũng không bị sao thiên long bát âm đối với thân thể các nàng không có tổn thương gì mấy thế nhưng đám thiên ma lại thảm rồi thiên long bát âm quét ngang một lát lập tức ngưng tụ thành một đoàn hóa thành một cơn lốc truy sát đám thiên ma đám thiên ma này giống như mưa đá rơi đầy trên mặt đất bụp 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 đều hóa thành hình người khuôn mặt dữ tợn huyết nhục tứ tán thân thể bất động mà bốn năm đầu thiên ma thủ lĩnh cũng cố gắng chống cự thân thể như người chim uống say lắc lư liên tục trên bầu trời tốc độ cũng giảm đi ngã trái ngã phải hiển nhiên là bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng phù phù thiên long bát âm này thế nào mà lại tiêu hao nhiều thực lực như vậy chứ với thể lực hiện tại của ta coi như là giống một ngày một đêm cũng không bị mệt bây giờ lại khiến ta mệt chết sau khi phương hàn dùng thiên long bát âm giống to chỉ cảm thấy toàn thân uể oải, mà ngay cả đầu óc cũng choáng váng, dường như thể lực đã bị tiêu hao hết, muốn ngủ một giấc thật dài vậy. Từ lúc luyện võ công có thành tựu đến bây giờ hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Vốn thiên long bát âm này là dùng tiềm lực thôi động phát ra, là pháp môn thôi động bạo phát lực. Bởi vì đã dùng qua cửu khiếu kim đan, nếu không là thần biến cao thủ khác vận dụng chỉ sợ lập tức thoát lực bệnh nặng, nếu không có thời gian điều dưỡng 10 ngày nửa tháng sợ rằng cũng sẽ không khôi phục lại thực lực được bất quá cũng là lần đầu tiên sử dụng cho nên không nắm rõ được sự tinh diệu trong đó. Chờ khi nhà ngươi trở thành nội môn đệ tử, học được hạo khí trường ca của vũ hóa môn, sẽ hiểu được đạo lý trong đó, nếu khi đó ngươi phát ra âm thanh, có thể đem cao thủ chưa đạt tới thần dũng cản giới trong phương viên trăm bước chấn thành ngu ngốc. Diêm nhỏ giọng giải thích tiếp, mau, ngươi bây giờ còn một chút khí lực hãy mau bắt toàn bộ đám thiên ma này lại, nhất là bốn, năm đầu thiên ma thủ lĩnh kia, mau, mau. Mau, Phương Hàn cũng biết tới lúc thu hoạch rồi, thân thể khẽ động, thiên lang chiến khải tỏa ra, biến thành hắc yên bao phủ khắp bầu trời, giống như thiên la địa võng nhất thời đều chế trụ đám thiên ma rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó bốn, năm đầu thiên ma thủ lĩnh đang siêu vẹo phi hành muốn chạy trốn cũng bị bắt lại, toàn bộ được thu vào bên trong thất sát hồ lô. Vốn thiên lang hóa thành hắc ti, uy lực sẽ bị giảm đi, không có khả năng trói buộc được đám thiên ma này, thế nhưng hiện tại đám thiên ma này đều bị thiên long bát âm đả thương lực lượng giảm đi cho nên phương hàn dễ dàng thu phục được trong lúc thu đám này vào trong hồ lô phương hàn cũng đem toàn thân mình vây lại mưa gió không lọt sau đó lặng lẽ đem đám thiên ma rót vào trong hoàng tuyền hà hắn dùng thiên lang yên bao vây lấy bản thân là phòng ngừa lúc mình thu thiên ma sẽ bị mấy nữ đệ tử già lam hội thấy các nàng sẽ sinh ra nghi vấn mà khi bao trụ lại khí tức của giao phục hoàng tuyền đồ cũng không bị lộ ra Chương 65, năm đại chân truyền một đầu thiên ma bị ném vào Hoàng Tuyền Hà, tẩy luyện thành đan dược, Phương Hàn Tâm vừa động thiên lang yên liền tản đi, hắn bước tới bên cạnh mấy nữ đệ tử, khoanh chân ngồi xuống lấy một viên tinh nguyên đan bỏ vào miệng, uống mấy ngụm nước rồi nhắm mắt điều tức, nghỉ ngơi. Nguy hiểm đã qua, mấy nữ đệ tử đã bình tĩnh lại, thấy bộ dáng Phương Hàn như vậy thì biết chắc là hắn bị thoát lực. Sau khi nuốt tinh nguyên đan xuống, một cổ nhiệt lưu từ tiểu phúc bốc lên, vận chuyển khắp toàn thân, lực lượng cũng dần khôi phục, giảm đi sự mệt mỏi. Lúc này hắn mới đứng dậy, phương sư huynh có thể một lúc giết được mấy trăm thiên ma. Chỉ sợ mấy vị sư huynh, sư tỷ trên sơn hà bảng cũng không có bản lĩnh như vậy. Một nữ đệ tử thấy phương hàn tỉnh lại thì dối rít khen, các nàng cũng rất vui vẻ, thoát được một kiếp nạn, hiển nhiên là phải vui mừng rồi. Ta cũng là nhờ vào lực lượng của bảo khí thất sát hồ lô, nếu không có bảo khí này mà chỉ nhờ vào linh khí bình thường thì có lẽ chúng ta đã bị thiên ma phân thây rồi. Phương Hàn vỗ vỗ thất sát hồ lô, cũng không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình, đành đổ tất cả lên trên thất sát hồ lô. Mà đúng là như vậy, nếu như không có thất sát hồ lô thì đừng nói mấy trăm đầu thiên ma mà chỉ là mấy chục đầu thiên ma thôi cũng đủ để làm khó hắn rồi. Mấy thiên ma này bị chiêu thiên long bát âm đánh tan một phần cũng là vì thiên lang yên làm tiêu hao không ít lực lượng nếu không cùng lắm chỉ làm cho bọn chúng bị thương vẫn có thể chạy trốn được mấy nữ đệ tử nhìn ngắm thất sát hô lô lộ ra vẻ hâm mộ đây là một kiện bảo khí cho dù là chân truyền đệ tử cũng ít người có được rất là hữu dụng a à, đúng rồi vừa rồi sư huynh thi triển âm công chân ngu là công phu của môn phái nào thế ta cũng từng thấy qua long sư tỷ thi triển hạo khí trường ca của vũ hóa môn chúng ta nhưng mà tự hồ cái mà sư huynh thi triển không phải là của vũ hóa môn hư nguyệt nhi hỏi đây là trước khi gia nhập vũ hóa môn ta được một người truyền thụ người đó cũng không nói cho ta biết tên họ là gì đây là một chuyện bí mật hy vọng mấy vị sư muội sư tỷ không nên để lộ ra ngoài phương hàn tùy ý bịa ra một người không có thực chuyện này là dĩ nhiên rồi phương sư huynh đã có đại ân cứu mạng chúng ta chúng ta làm sao có thể tiết lộ bí mật của sư huynh được mấy nữ đệ tử liên tục gật đầu như vậy không phải rất xấu xa sao giả lam đại sư tỷ mà biết được thì cũng không tha thứ cho chúng ta giả lam đại sư tỷ phương hàn tò mò hỏi chẳng lẽ phương sư huynh chưa nghe qua câu đông linh tiêu tây giả lam bắc giao quang nam vạn la trung thiên đô sao hư nguyệt thấy vẻ mặt ngờ nghệch của phương hàn thì nhịn không được cười khúc khích giải thích đây là nói về mấy vị chân truyền đệ tử của vũ hoa môn có pháp lực mạnh mẽ trong đó đại sư ỉ ở phía tây trên ngọn núi tên là Già Lam nên chúng ta gọi nàng là Già Lam Đại Sư Tỷ. Bọn họ pháp lực vô cùng cao cường, thậm chí còn mạnh hơn cả Đại Trưởng Lão. Trong đó Già Lam, Giao Quang là Ngủ, còn lại Linh Tiêu, Vạn La, Thiên Đô là Nam. Bọn họ đều là người có hy vọng đạt tới cảnh giới trường sinh A, thì ra là như vậy. Thấy mấy nữ đệ tử khi kể về năm vị chân truyền đệ tử đều không tránh được lộ ra vẻ sung kính, trong lòng hắn vốn chỉ biết năm đại chân truyền đệ tử này không giống như thạch long tử lợi hại hơn nhiều lắm thậm chí so với phương thanh tuyết còn ghê gớm hơn nhiều bất quá tốc độc tiến bộ của phương thanh tuyết cũng cực nhanh ngày đó ta nghe sư phục bạch hải thiện nói qua nàng lúc đó đã đạt tới tầng thứ ba thần thông bí cảnh nguyên cương cảnh bây giờ đã tới tầng thứ tư âm dương cảnh lại thêm lợi ích thu được khi đánh nhau với yêu thần sẽ rất nhanh có thể sánh ngang với năm người này không biết ma xuất ứng thiên tình so với năm người này thì hơn kém như thế nào à? Chỉ sợ là cùng một cấp bậc. Trong đông, tây, nam, bắc, trung năm đại cao thủ lại không có phương thanh. Không hiểu sao phương hàn lại có chút không thoải mái. Dù sao phương thanh tuyết gió ràng rất mạnh. Là chỗ dựa hiện thời cho hắn. Hắn bây giờ còn chưa đủ lông đủ cánh. Tự nhiên muốn có một chỗ dựa thật mạnh. Bây giờ thiên ma đã bị chúng ta giết hết. Bất quá chúng ta cũng không được khinh thường vọng động. Ở đây nghỉ ngơi khôi phục tinh lực. Bởi vì cả thiên ma chiến trường không phải chỉ có mấy trăm thiên ma, vạn nhất chúng ta gặp phải đại quân thiên ma thì vô cùng nguy hiểm. Hư Nguyệt Nhi, Giả Vũ phân đều gật đầu, chờ sự phân phó của phương Hàn. Ờ, chúng ta nghỉ ngơi một chút, bất quá chúng ta cũng nên đi xem xung quanh. Số lượng thiên ma trên chiến trường đột nhiên tăng mạnh, chúng ta đã gặp nguy hiểm thì những đệ tử khác chỉ sợ gặp càng nhiều nguy hiểm hơn. Đều là đệ tử vũ hóa môn, có thể cứu được ai thì cứu ta có thất sát hồ lô thủ hộ, thiên ma bình thường cũng không thể làm gì được. Phương Hàn lại chủ trương ra sức cứu người, hiện giờ hắn muốn tăng thêm lực lượng và sức mạnh đoàn đội, hơn nữa có Tùng Đào Cầm cùng Vân Thủy Định là hai kiện linh khí chuyên khắc chế thiên ma, chỉ cần cẩn thận một chút thì có thể giết được rất nhiều thiên ma. Hắn cũng muốn bắt thêm càng nhiều thiên ma để luyện đan. Diêm, mới vừa rồi bắt được bao nhiêu thiên ma? Có đủ đan dược chua, vừa rồi bắt được 413 thiên ma, trong đó có 5 thiên ma. Thủ lĩnh luyện chế được 520 viên đan dược, mỗi con giả dạ xoa chỉ ăn chừng 30 viên là có thể tiến hóa thành tu la, trừ bỏ số này người còn lại gần 200 viên, nếu bắt thêm nhiều thiên ma thì sẽ đạt được lợi ích càng lớn hơn. Tốt nhất bản thân đã có 500 viên đan dược, Phương Hàn cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Vũ hóa môn đệ tử khi mới bắt đầu luyện đan thường một lò luyện đan chỉ được vài viên, mà cũng không phải đan dược chất lượng tốt như tinh nguyên đan, ít cốc đan mà chỉ là những đan dược cấp thấp mà thôi. Cho dù là chân truyền đệ tử có thể luyện chế ra đan dược chất lưu ẩn cao cũng không thể thoải mái như hắn một lần chế ra 500 viên đan dược. Số lượng đan dược này đủ để chân truyền đệ tử điên cuồng A, đây chỉ có lò luyện đan cấp bậc đạo khí mới có thể làm được. Theo lời Phương Hàn Sư Huynh đi, hiện giờ chúng ta đã có kinh nghiệm đối phó với thiên ma, việc cứu người cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa đánh chết thiên ma cũng giúp ma luyện tâm tính của chúng ta. Một công đôi việc, suy nghĩ trong chốc lát, mấy nữ đệ tử đều đồng ý làm theo đề nghị của Phương Hàn. Mọi người ngồi trên đất nghỉ ngơi nửa canh giờ, đến lúc thể lực và tinh lực hồi phục hoàn toàn mới đứng dậy. Phương Hàn liền phóng ra Thiên Lang Yên, bao quanh thân thể mọi người, phi hành cách mặt đất chừng 3 đến 5 trượng, nếu gặp núi thì bay vòng qua. Nhiều người như vậy hắn cũng không dám bay cao, nếu gặp phải sự tình gì Thiên lang yên tản mát thì tất cả đều sẽ té chết hết. Không chết vì thiên ma mà lại té ngã chết, thành quỷ một cách oan ổn a, à, bất qua bọn họ cũng không ngờ tới, khi bọn họ giết chết đội mấy trăm thiên ma đó đã gây ra sự chú ý, ở trên một ngọn núi cao cách xa mấy ngàn trượng, hai mắt Đại Uy Đức Ma Vương chăm chú nhìn về nơi này, tiếp đó đồng tử hắn đột nhiên mở rộng, phát hiện ra có một khoảng luồng khói đang bay là là, chính là Thiên lang pháp cầu. Chết, Đại Uy Đức Ma Vương nói ra một tiếng thân thể động giống như ảo ảnh vọt lên trời để lại phía sau đạo đao tàn ảnh rất đẹp mắt vũ hóa môn thiên khốc viện mộ trưởng lão đột nhiên hô lên chín đệ tử này là ai lại có thể giết chết mấy trăm đầu thiên ma đệ tử vũ hóa môn chúng ta từ khi nào lại có nhân vật lợi hại như vậy hay là nhờ pháp bảo lợi hại trên một tấm gương lớn mấy trăm thiên ma được biểu lộ bằng những điểm đen lại bị chín đệ tử đánh tan không còn một mống hiện nhiên là phương hàn cùng với tám nữ đệ tử thuộc Già Lam hội. Năm nay thiên ma xuất hiện biến hóa, đệ tử Vũ Hóa môn chúng ta cũng có biến hóa, ngoại môn đệ tử cũng có quen biết rất rộng, nói không chừng có thể mượn pháp bảo của một chân truyền đệ tử nào đó, không xong, nơi này còn có mấy ngàn đầu thiên ma, còn có, còn có, ta kháo, còn có một ma vương nữa, đang lúc đó, trên gương đồng lại xuất hiện một pho tượng lớn bằng nắm tay màu đen, phát ra ánh sáng hình cầu bao quanh. Còn có hơn một ngày đầu thiên ma đang bao vây một nhóm đệ tử. Chín điểm đỏ đại biểu cho nhóm Phương Hàn đang tiến gần về phía ma vương, còn mấy ngàn thiên ma kia đây vây khốn một nhóm đông đệ tử. Yên tâm, nhóm hảo thiên đã xuất phát, ma vương cũng phải chết, trong lúc nói chuyện thì trên gương xuất hiện một dải sáng màu đỏ, tràn ngập tiên khí làm cho mấy trưởng lão không nhịn được hít sâu một hơi. Chương 66, Cửu Cung Kim Tháp, Phía trước có ma khí rất nặng, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, chỉ sợ có không ít thiên ma tập trung phía trước. Thiên Lang pháp cầu phi hành rất thấp, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, có thể nói là nhanh như điện chớp, gấp 3 lần tốc độ ngựa phi, bất quá cũng còn chậm hơn rất nhiều so với cao thủ thần thông bí cảnh dùng độn quang, kiếm quang phi hành. Nhưng vì phi cẩn thận, Phương Hàn cũng không miễn cưỡng tăng tốc độ. Hắn hiện đã có thể tùy ý vận dụng Thiên Lang Yên Trung tâm của thiên lang yên chính là pháp trận của thất sát hồ lô, chỉ cần hắn tập trung tinh thần làm cho trận pháp vận chuyển càng nhanh, uy lực của thiên lang yên cũng càng lớn. Tinh thần không tập trung, thì uy lực cũng càng nhỏ. Sử dụng thiên lang yên cũng tiêu hao một ít tinh thần. Bất qua bây giờ Phương Hàn đã rất mạnh mẽ, tinh thần của theo sự phát triển của thân thể mà tiến bộ, nhất là một ngày đều khổ luyện nguyên thần tinh thần thuật, tinh thần tích tụ càng ngày càng hùng mạnh. Ý chí tẩy luyện, chỉ chờ có một ngày nào đó tích lũy đủ thì có thể đột phá rào chắn chuyển hóa tinh thần thành pháp lực tiến vào thần thông bí cảnh lần đi thiên ma chiến trường này phương hàn thu được lợi ích không nhỏ nhất là việc học được thiên long bát âm là một thuật phối hợp với tinh thần rất hoàn hảo có tác dụng giúp ngưng luyện tinh thần cứ như vậy vừa điều khiển thiên lang yên vừa suy nghĩ đến mối quan hệ giữa thân thể thanh âm tinh thần và ý chí hắn nhất thời lại hiểu sâu thêm một chút đột nhiên phía trước lại có một cổ hàn khí lạnh lẽo truyền đến giống như một ngọn núi tuyết chợt chụp lên người bọn họ vậy khi cảm nhận được luồng khí âm hàn mãnh liệt này phương hàn liền cảnh báo mọi người cho thiên lang yên bay chậm lại ta cũng cảm thấy ma khí rất rồng đậm hư nguyệt nhi lấy ra một tấm phù màu vàng dùng chân hòa điểm đốt tấm phù này rồi phóng ra ngoài tấm phù biến thành một đạo hòa quang lao đi rồi biến thành trăm ngàn hòa tinh rơi xuống mặt đất ha nhiều thiên ma như vậy Ta gọi phù này là tầm ma phù, khi đốt lên có thể cảm ứng được số lượng thiên ma gần đó, bao nhiêu thiên ma thì phù sẽ nổ ra bấy nhiêu hỏa tinh. Bây giờ nổ ra trăm ngàn hỏa tinh, cũng không biết là có bao nhiêu thiên ma À. Chúng ta nên tránh đi đã. Hư Nguyệt Nhi ngưng trọng nói, tám nữ đệ tử đều có chút kinh hoàng, quả thật các nàng cũng không tin tưởng một bảo khí lại có thể chống lại cả ngàn thiên ma. Nhiều thiên ma tập trung lại một chỗ như vậy, tuyệt đối không phải đơn giản khẳng định là có một nhóm đệ tử đang gặp nguy hiểm hơn nữa là rất nhiều đệ tử chúng ta cứ qua đó thử xem có giúp được gì không cho dù bị mấy ngàn thiên ma tấn công chúng ta kiệt lực phòng thủ cũng có thể duy trì một ít thời gian phương hàn hùng hồn nói không chút sợ hãi làm cho tám nữ đệ tử của hội già lam không thể không bội phục dũng khí của hắn chậm rãi phi hành trước mắt xuất hiện một ngọn núi lớn trụi lủi không có một bóng cây ngọn cỏ nào đằng sau ngọn núi là một bình nguyên rộng lớn vô cùng, có thể thấy trên mặt bình nguyên âm phong dày đặc, xoay tròn, gào thét khắp nơi. Mà ở bên dưới âm phong, có một nhóm đệ tử vũ hóa môn, lần này không phải một hay mười người, mà là có tới chừng hai ba trăm người. Nhóm đệ tử này hoàn toàn bị âm phong bao vây, vây công bọn họ có tới ba nghìn thiên ma, mấy chục đầu thiên ma thủ lĩnh tiếp cận cấp bậc ma vương. Pháp bảo gì vậy? lại có thể chống đỡ được sự tấn công của ba ngàn thiên ma. Phương Hàn kinh ngạc nói, đối phó với thiên ma không phải cứ nhiều người là được, mấy trăm đệ tử tu vi cao thâm cùng gào lên có thể đem thiên ma trực tiếp đánh tan, nhưng mà mấy ngàn thiên ma thì lại khác. Bất quá Phương Hàn nhìn thấy trên rình đầu của nhóm đệ tử này trôi nổi chín tòa tháp lớn bằng nắm tay, lấp lánh kim quang, tựa như một cái nồi cực lớn bao phủ các đệ tử bên trong, mặc cho thiên ma bên ngoài làm gì cũng không phá được kim quang này mà trong đám đệ tử được bao bọc bên trong có mấy người đang cầm tiểu linh đang rung động mãnh liệt phát ra âm ba công kích thiên ma ở bên ngoài còn có có một cái túi da có thể tạo ra gió xoáy cuốn thiên ma nhốt vào trong túi đó cửu cung kim tháp đó là cửu cung kim tháp đây là pháp bảo có năng lực phòng thủ rất cao uy lực vô cùng là thuần dương bảo khí làm sao mà nội môn đệ tử lại có được nó a ah, hát chính người đó khẳng định là nội môn đệ tử được phái tới để cứu viện Giả vũ nhìn thấy chín tòa kim tháp phát ra kim quang mạnh mẽ thì không nhịn được mà la lên, không phải là do nàng sợ hãi mà là vì kiện bảo khí đó thật sự rất ghê gớm. Thuần dương bảo khí, đúng vậy, cửu cung kim tháp là thuần dương bảo khí. Hơn nữa hơn hẳn thiên kê trí dương tác, tinh thuần hơn nhiều lắm, là thức ăn tốt nhất đối với ta, nếu nuốt được chín tòa kim tháp này thì ta có thể khôi phục đến tầng thứ năm thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh, có thể luyện chế linh khí cho ngươi rồi diêm đang ở trong hoàng tuyền đồ cũng cảm nhận được sự lợi hại của cửu cung kim tháp. hắn chỉ có thể ăn thuần dương pháp bảo mới có thể khôi phục lực lượng mà cửu cung kim tháp này đúng là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu là trí bảo thuần dương nếu vũ hóa môn phái người tới cứu viện phát hiện ngươi ăn cửu cung kim tháp thì sẽ đuổi bắt ngươi rút gân lột da của ngươi đó phương hàn âm trầm nói việc cấp bách bây giờ là giết thật nhiều thiên ma luyện chế thật nhiều đan dược tiếp đó hắn nói nếu có cửu cung kim tháp thì có thể an toàn rồi vũ hoa môn cũng đã bắt đầu phái người cứu viện chúng ta xông vào bên trong tầng bảo vệ của kim tháp thì có thể an toàn rồi không sai cửu cung kim tháp nghe đồn là do trưởng giáo trí tôn tự mình ban cho đệ nhất chân truyền đệ tử thiên đô phong hoa thiên đô sư huynh lần này nó xuất hiện ở đây hiển nhiên là hoa sư huynh cũng đã tới đây rồi có lẽ sư huynh đang đi chu sát ta mà cứu các sư huynh sư tỷ khác còn kim tháp thì lưu lại đây để bảo vệ mọi người chúng ta tiến vào bên trong kim tháp thì vô cùng an toàn đó. Hư Nguyệt Nhi cũng đồng ý, làm sao nhiều đệ tử như vậy lại có thể tụ tập cùng một chỗ. Phương Hàn thắc mắc, khi hắn bị đưa đến thiên MA chiến trường thì chỉ có độc một mình hắn. Chúng ta đều có tín linh phù, đây là một loại pháp khí bình thường, rất dễ sử dụng. Giả Vũ đưa cho Phương Hàn một cái linh phù nói, cầm lấy, sau này chia ra có thể dựa vào sự chỉ dẫn của linh phù này mà tìm được thành viên của Già Lam hội chúng ta đi chúng ta cùng ta lên dây cót tinh thần cùng nhau đột phá vòng vây ba ngàn thiên ma tiến vào trong cử cung kim tháp cùng hội họp với mọi người phương hàn quyết tâm nói thiên lang yên thu nhỏ lại gia tăng uy lực các ngươi không đi đâu cả đang lúc này đột nhiên có một tiếng nói vang lên từ sau lưng bọn họ phương hàn giật mình hoảng sợ quay đầu lại nhìn chỉ thấy cách bọn hắn không xa có một nam tử cao lớn đứng thẳng hai mắt trắng dã giống như hai luồng quỷ hỏa đang bốc cháy hừng hừng. Ta là vương của thiên ma, đại uy đức ma vương. Các ngươi giết hơn 500 thủ hạ của ta, tội đáng chết vạn lần. Đại uy đức ma vương nói bằng giọng băng lãnh, không chút tình cảm. Chương 67, Tuyết mãn càn khôn, ô, cô, ma, ni, hồng, án, ma, ni, phương hàn vừa thấy đại uy đức ma vương thì không chút do dự điều động thiên lang yên, trong nháy mắt ngưng tủ thành một cái loa lớn, hô lên thiên long bất âm khí thế như thiên quân vạn mã lao tới nhất là khi âm thanh được thiên lang yên khuếch đại uy lực lại càng lớn hơn tần suất chấn động của âm ba lớn hơn gấp đôi so với trước kia đây là phương hàn dựa vào diệu dụng của thiên lang yên thiên lang yên cũng không phải đơn giản là một làn khói mà còn là linh hồn của nguyệt dạ lang ngũ kim độc khí các loại tài liệu hợp thành rồi dùng ưu pháp tế luyện lúc thì nặng như thủy ngân lúc thì nhẹ như xương khói lúc thì hung mãnh như thiên lang lúc thì mềm mại như nước chảy có thể biến ảo thành đủ loại hình dạng có thiên lang yên biến hóa thành loa lớn phối hợp uy lực của thiên long bát âm lớn vô cùng đây cũng là lý do tại sao phương hàn dám xông vào đại trận của ba ngàn thiên ma bất quá đại uy đức ma vương vừa xuất hiện phương hàn liền biết rằng đây là một địch nhân vô cùng lợi hại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bất kỳ thiên ma nào hắn từng gặp nếu như không tiên hạ thủ vi cường chỉ sợ rằng bên mình sẽ rơi vào thế hạ phong bây giờ tu vi của hắn đã tới cảnh giới thần biến rồi có thể dự cảm được nguy hiểm khi thấy đại uy đức ma vương xuất hiện trước mắt trong lòng hắn có một loại cảm giác không thể chiến thắng nổi lên hắn biết là dậm phải đinh cứng rồi vốn khi phương hàn phát ra thiên long bát âm thiên lang yên bình thường cũng bị chấn nát bất quá thiên lang yên được hắn dùng máu tế luyện trong đó có ẩn chứa huyết chi tinh thần của hắn tựa như một phần thân thể của hắn Âm thanh phát ra lớn đến mức có thể làm cho người nghe bị thủng màng nhĩ. Thiên Long Bát Âm chẳng những không tổn hại Thiên Lang Yên mà ngược lại còn phối hợp tạo ra hiệu quả tương hỗ. Sóng âm thật mạnh, Đại Uy Đức Ma Vương không ngờ Phương Hàn lại xuất chiêu Thiên Long Bát Âm như vậy, thân hình bị đánh cho chấn động, thân thể vặn vẹo như sóng nước, không ngừng biến ảo, tựa hồ sẽ tán đi. Cuối cùng, hắn gào to một tiếng, phóng lên cao, tránh thoát được sự tập kích của sóng âm. Quá lợi hại, Chúng ta đi mau, Phương Hàn nhìn đại uy đức ma vương có thể thoát khỏi chiêu này mà không xây xước gì thì tóc gáy trên người dựng đứng cả lên. Với lực lượng của hắn bây giờ, thiên long bát âm cùng với loa thiên lang yên kết hợp, lại đánh ra ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là một con voi cũng bị chấn động mà chết, vậy mà ma vương này mặt không chút nào đau đớn, thân thể cũng không có bị đánh bay, thật sự là kinh thế hái tục. Vốn Phương Hàn còn muốn dựa vào chiêu này, xuất kỳ bất ý mà giết chết. Ma vương! Ma vương tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh, nếu như hắn có thể giết được ma vương, vậy thì lập tức một trận thành danh, được rất nhiều phần thưởng của môn phái. Nhưng bây giờ xem ra sự tranh lệch giữa hắn và ma vương là quá lớn, căn bản không có khả năng vượt cấp mà giết được. Việc quan trọng bây giờ là chạy trốn, lang yên pháp cầu lại ngưng tụ lại, lần này tốc độ tăng đến mức tối đa, hướng về phía hào quang cửu cung kim kim tháp mà lao xuống, xuyên qua ba nghìn thiên ma. Vốn ba nghìn thiên ma đang tập trung tấn công cửu cung kim tháp đột nhiên nghe thấy thiên long bát âm của Phương Hàn vang lên mãnh liệt, bọn chúng liền kinh hãi quay đầu lại xem xét, kết quả là bị Phương Hàn liều chết dùng thế xét đánh không kịp bưng tai, vừa đi vừa phát ra thiên long bát âm, đám thiên ma nhất thời không kịp đề phòng, bị đánh tan. Phanh 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 phanh, cứ mỗi cái thiên ma bị chấn nát, Phương Hàn vẫn không quên thả một lang yên ra thu thiên ma vào trong thất sát hồ lô, sau đó thì dùng một thủ pháp linh xảo đưa vào trong hoàng tuyền đồ. Một con, hai con, mười con, hai mươi con, ba mươi con. Lần này liều chết xông vào giữa trận thiên ma, thu được thu hoạch rất lớn, có hơn trăm thiên ma bị Phương Hàn thu vào. Muốn chết, đại uy đức ma vương ở xa xa thấy được một màn này thì thân thể liền động, hóa thành một đạo hắc quang xé rách không khí lao tới đánh vào sau lưng Phương Hàn. Ba, thiên lăng pháp cầu chúng một chiêu này liền bị đánh cho vỡ nát, giống như rắn bị thương rút vào hang, toàn bộ thiên lang yên đều trở về trong thất sát hồ lô. mất đi sự bảo vệ của lang yên, phương hàn cùng đám nữ đệ tử giả lam hội đều rơi xuống đất. cũng may là bọn họ không ở quá cao so với mặt đất, với lực lượng thân thể của mọi người, vừa rơi xuống đất liền lăn mấy vòng giảm chấn động rồi lao nhanh về phía cửu cung kim tháp. là đệ tử vũ hóa môn chúng ta kia, luồng hắc quang kia không phải là thiên ma bình thường, đó là ma vương, trời ạ. À là ma vương, gấy đệ tử này lại có thể chạy thoát khỏi độc thủ của ma vương, thật lợi hại, là mấy vị sư tỷ thuộc già Lam Hội. Khó trách trong giới đệ tử vũ hóa môn chúng ta, già Lam Hội là đoàn thể đông đảo nhất. Già Lam Hội như thế nào lại có nam tử? Nam tử kia là ai mà lợi hại vậy? Trên người hắn hình như có một kiện bảo khí. Ta còn tưởng luồng khói đen vừa rồi là một thiên ma lợi hại chứ. Mấy đệ tử trong hào quang của cửu cung kim tháp lúc này thấp giọng thảo luận nhưng cũng không có ai chạy ra tiếp ứng. Đây cũng không phải là mấy đệ tử này thấy chết không cứu, không có tình đồng môn mà là vì ma vương xuất hiện, tình thế hiện giờ rất hung hiểm. Các muội mau vào trong vòng kim quang, ta ngăn cản hắn cho, phương. Hàn lạnh lùng nhìn về phía lồng kim quang, sau đó quay lại đối mặt với ma vương đang lao đến, không nhịn được hét lớn một tiếng, thiên lang yên lại được thả ra hóa thành một thiên lang khổng lồ, há mồm lao đến tựa như muốn cắn nuốt ma vương mà thiên ma chung quanh đều bị luồng thiên lang này hút vào nguyệt nhi giả vũ cùng mấy đệ tử già lam hội cũng biết giờ phút này không thể có chút do dự vội vàng dùng tùng đào cầm cùng vân thủy định đánh tan thiên ma trước mặt dẫn nhóm người nhanh chóng lao vào trong vòng kim quang cả người trở nên nhẹ nhõm thở ra một hơi dài an toàn rồi đồng thời các nàng cũng không nhịn được quay lại nhìn phương hàn với ánh mắt tràn ngập lo lắng phương hàn ngăn cản ma vương giúp cho các nàng có cơ hội sống sót nhưng bản thân hắn thì lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm vô cùng. Thiên Lang Yên, Thất Sát Hồ Lô, đây là pháp bảo của Yêu Thần Tông, sao lại rơi vào tay một tên nhãi nhép như ngươi? Thật quá lãng phí, đưa đây cho ta." Đại uy đức Ma Vương lao nhanh tới, thấy Phương Hàn xuất ra Thiên Lang Yên hóa thành một đầu thiên lang đánh về phía mình thì cười lạnh, vươn ma trưởng ra, ma trưởng bỗng trở nên lớn lên, vỗ mạnh lên thiên lang. "Ô ô ô, ô, ô. Thiên Lang phát ra một tiếng kêu thảm thiết nổ mạng ra thành xương khói, rút trở về. Phương Hàn bị vụ nổ mạnh này mà đánh văng đi, lộn nhào một vòng mới đứng dậy được, muốn khư động thiên lang yên lần nữa nhưng phát hiện ra thiên lang yên trong hồ lô đang chậm rãi hồi phục, căn bản không thể vận dụng, hiển nhiên là bị một chiêu của ma vương làm tổn thương nặng, cần rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục. Đại uy đức ma vương thật lợi hại, ngày đó kim thạch thai cũng không phá được thiên lang yên. Mặc dù một phần là nhờ có Diêm hỗ trợ nhưng mà Ma Vương quả thật lợi hại hơn rất nhiều. Ma Vương một kích liền đánh cho thiên lang yên tản mát, ma khí ngập trời. Phương Hàn vô cùng kinh hãi, cảm nhận rõ ràng sự tranh lệch giữa mình cùng cao thủ thần thông bí cảnh. Đại uy đức Ma Vương một trường đánh tan thiên lang yên, nghe răng cười, đang chuẩn bị giết xuống thì tựa hồ cảm ứng được điều gì, nhìn về phương xa. Sao lại lạnh như vậy, Phương Hàn đang định liều mạng nhưng lại phát hiện ra đại uy đức ma vương tự nhiên lại không đánh giết mình nữa ngờ ngạch tự hỏi chả lẽ ma vương tự nhiên phát hiện tâm đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện một cổ khí lạnh thấu xương tràn đến giống như đang mùa đông vậy mà ba nghìn thiên ma dường như cũng cảm giác được run rẩy không thôi trong khi mọi người đang ngơ ngác bầu trời bỗng tràn ngập tuyết trắng rơi xuống bao phủ hết phương viên ngàn dặm xung quanh phủ lên không gian xung quanh một màu trắng mịt mờ a a a a khi tuyết rơi xuống. Thiên ma kêu gào thảm thiết, bởi vì mỗi một bông tuyết rơi trên người chúng thì lập tức biến thành khối băng, đem bọn chút nhốt lại, rơi xuống mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, ba nghìn thiên ma đều bị đóng băng, không sót một móng nào. Mà bông tuyết rơi trên người Phương Hàn thì tựa như có linh tính, vẫn chỉ là những bông tuyết bình thường. Trong lúc đó, Đại uy Đức Ma Vương cũng bị vô số bông tuyết bao trùm, đảo mắt đã nhốt trong một khối băng lớn, rơi xuống mặt đất thiên hàn huyền minh kính đại uy đức ma vương mặc dù bị nhốt trong băng trụ nhưng bên trong vẫn truyền ra thanh âm ken két như tiếng kim loại cạ vào nhau tùy ý vung tay lên thì tuyết phủ ngàn dặm đem ba nghìn đầu thiên ma nhốt trong băng quá lợi hại so với ma xuất ứng thiên tình kia không biết ai hơn ai kém đây là đệ tử vũ hóa môn sao phương hàn ta từ bây giờ phải cố gắng ẩn giấu thân mình người có nói gì thì ta cũng không nghe không thấy không trả lời bằng không sẽ bị người này phát hiện thanh âm của Diêm vang lên, tờ hồ có chút run rẩy. Ha ha, ha ha, đại sư huynh thật là lợi hại, một chiêu tuyết mãn càn không đánh ra ngay cả ma vương cũng không thể chống đỡ nổi. Chúng ta còn kém rất nhiều so với đại sư huynh. Đại sư huynh kiêm tu vũ đại lực thần thông, chỉ riêng về pháp lực thì cũng thuộc hàng đầu trong đệ tử vũ hóa môn chúng ta. Nếu không sao lại được gọi là trung thiên đô, cả thiên ma chiến trường này kể ra cũng có một vạn tám ngàn đầu thiên ma, đại sư huynh vung tay một cai liền giết ba nghìn thiên ma, một đầu ma vương cũng bị bắt nhút. Nghe nói năm năm trước đại sư huynh được đại húc vương triều mời tới làm phép để tăng thu hoạch năm sau, vung tay một cái tuyết bay đầy trời, cao tới ba thước. Đại húc vương triều thậm chí còn muốn đem công chúa tặng cho làm nha hoàn, nữa đó. Chư vị sư đệ sư muội hảo, chúng ta xuống xem xét một chút, thanh âm từ chân trời vang vọng lại, âm thanh vừa tới thì người cũng tới. Chương 68, tôn nghiêm âm thanh này mờ mờ ảo ảo tưởng như vang vọng từ chín tầng trời truyền xuống như là lời của tiên nhân nhắn nhủ lại tiếp đó tuyết đầy trời bỗng biến mất khi lời của tiên nhân truyền xuống vài vệt sáng mờ hiện lên giữa bầu trời theo đó vài nam nữ từ từ hạ xuống mấy người này mặc xuyên vũ y đội tinh quan thân thể ẩn trong ánh sáng hư ảo diễm lệ tiên khí tràn ngập mọi người ở đây đều cảm thấy tiên khí tràn ngập khắp nơi phương hàn cũng không có bị sự huyền diệu đó mê hoặc hắn cảm nhận được những người này có lực lượng rất cường đại ai trong đó cũng có lực lượng đủ để nghiền hắn thành bột phấn đây là chân truyền đệ tử vũ hóa môn là lực lượng chính của môn phái tiên đạo mỗi chân truyền đệ tử đều có thể hô phong hoán vũ bản thân phương hàn cũng biết muốn trở thành chân truyền đệ tử thì trước hết phải trở thành nội môn đệ tử sau đó tiến vào sơn hà bảng của nội môn tới lúc đó được môn phái cho đan dược tặng phẩm bồi dưỡng có thể bước vào thần thông bí cảnh trở thành chân truyền đệ tử trong số các chân truyền đệ tử này người làm người khác chú ý nhất là một nam tử bình thường mặc một kiện thanh sam bình thường nhìn rất giống như tài tử tú tài trong thế tục không có chút thần thông nào vậy người này khi đứng trên trời cũng không có phát ra ánh sáng mời ảo giống như các đệ tử khác chính vì vậy hắn càng trở nên nổi bật người này chính là người phát ra tuyết mãn càn khôn một chiêu đóng băng ba nghìn thiên ma cùng một vị ma vương thiên đô phong hoa thiên đô. Tham kiến hoa sư huynh, chư vị sư huynh sư tỷ khi mấy chân truyền đệ tử vừa xuất hiện, các đệ tử trong màn hào quang, kể cả tám vị nữ đệ tử của già Lam Hội cũng khom người cúi chào biểu hiện sự sung kính, thậm chí còn cung kính hơn cả thần tử đối với hoàng đế. Thần tử đối với hoàng đế cung kính là bởi vì quyền thế. Mà những người đệ tử này sung kính hoa thiên đô là vì vũ lực tuyệt đối. Ưm, các ngươi có thể giữa kiên trì giữa sự vây công của thiên ma lâu như vậy, có thể thấy được thành tựu của đệ tử vũ hóa môn chúng ta đã rất cao, hoa thiên đô đứng giữa không trung, vung tay lên, nhất thời chín kim tháp chậm rãi thu nhỏ lại, bay vào trong tay áo của hắn, màn kim quang cũng theo đó biến mất. Chín nội môn đệ tử ánh mắt nhất thời nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vốn thiên ma chiến trường là đề khảo hạch ngoại môn đệ tử, bất quá lần này đột nhiên xuất hiện biến cố nên mới phái nội môn đệ tử tiến vào giúp các đệ tử tham gia khảo hạch vượt qua cửa ải khó khăn bọn họ cũng sẽ được môn phái ban thường. các ngươi có công bảo vệ các đệ tử tham gia khảo hạch ta tặng các ngươi mỗi người một viên giáp giải đan có thể giúp tăng tuổi thọ của các ngươi thêm một con giáp trong lúc nói chuyện đầu ngón tay hoa thiên đô búng nhẹ mọi người liền thấy chín viên đan dược vàng trắng bay vào tay chín người nội môn đệ tử chín người này vội vàng cảm tạ Đa Tạ Hoa sư huynh, trên mặt họ lộ ra vẻ mừng như điên. Giáp Đại Đan giúp gia tăng tuổi thọ thêm một con giáp chính là 60 năm. Hoa Thiên này cũng thật là giàu có, vung tay một cái là chín viên, ta còn tưởng rằng hắn là trưởng môn a. Phương Hàn thầm nhủ trong lòng, đồng dạng là chân truyền đệ tử nhưng Kim Thạch Thai, Thạch Long Tử đều không có được khí thế như Hoa Thiên. Tốt lắm, Hoa sư huynh thật ghê gớm, Giáp Đại Đan này không biết hao phí bao nhiêu linh dược, thời gian pháp lực mới có thể luyện chế được. Thiên đô phong thật sự là tài đại khí thô, sao, sao, dầu nứt đố đổ vách, coi tiền như nước. Một chân truyền đệ tử cười cười nói, vì huynh bất quá pháp lực rồi rào một chút, luyện chế được một ít đan dược mà thôi. Hoa thiên cười cười hạ xuống đất, lần khảo hạch này, thiên ma ma thần phá hoại, khiến mọi người gặp nguy hiểm. Bất quá bây giờ thiên ma trong thiên ma chiến trường cũng toàn bộ bị diệt, tất cả mọi người cũng đều được xem là thông qua khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử. Hả, tốt quá, thật tốt quá, nghe thấy vậy, các ngoại môn đệ tử tham gia khảo hạch đều vui mừng, hoan hô, một câu nói của Hoa Thiên đã xác nhận rằng họ đã trở thành nội môn đệ tử, đãi ngộ sẽ khác trước, tiến lên một bước dài, cũng giống như trong thế tục, hầu tước được phong làm công tước, lợi ích đều tăng lên. Chỉ có Phương Hàn là phi thường không thoải mái, bởi vì không còn khảo hạch, hắn làm sao có thể bắt thiên ma để luyện đan. Bất quá các tạm thời mọi người nán lại một chút, trước đó ta muốn điều tra một việc, hoa thiên khoát tay một cái, các đệ tử đều an tĩnh lại, im lặng sùng kính nhìn đại sư huynh, không biết là hắn muốn làm gì. Không ngờ rằng, hoa thiên lại truyền ánh mắt về phía phương hàn, người là phương hàn, ách, vâng, tim phương hàn nảy lên một cái. Cổ họng có hơi nghẹn lại, vị đại sư huynh này lại tự nhiên tìm hắn hai người địa vị cùng thực lực tranh lệch quá lớn cũng chưa từng gặp nhau tự nhiên lại chú ý khiến hắn giật mình phương hàn không được đắc tội với hoa sư huynh dù là già lam đại sư tỷ cũng phải nhượng hắn ba phần trong vũ hóa thiên cung mọi người cũng đề rất nể trọng huynh ấy nhìn thấy phương hàn tự nhiên lại a à một tiếng như vậy nguyệt nhi sợ hắn rước lấy tai hòa, vội đụng nhẹ cánh tay hắn thấp giọng nói lúc này có rất nhiều đệ tử nhìn về phía phương hàn họ cũng không rõ tại sao hoa thiên lại chú ý tới phương hàn vâng đệ chính là phương hàn đại sư huynh có gì chỉ giáo phương hàn điều chỉnh lại tinh thần và thể xác bình tĩnh nói trên người ngươi có một kiện ma bảo khí gọi là thất sát hồ lô phải không ánh mắt của hoa thiên chuyển sang thất sát hồ lô trên người phương hàn vâng đây là do thanh tuyết sư tỷ ban cho đệ ngươi thật là to gan không sử dụng ma bảo khí để giết ma đầu thì thôi lại còn đi gây chuyện với đệ tử vũ hóa môn. ngươi cho rằng có phương sư muội chống lưng, muốn làm gì thì làm sao? sắc mặt hoa thiên đột nhiên biến đổi, nhất thời khiến cho đệ tử ở đây đều rét lạnh vô cùng, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. mỗi người đều có thể cảm nhận được pháp lực hùng hồn uy nghiêm to lớn của đại sư huynh. hư nguyệt nhi, giả vũ cũng không biết phương hàn sao lại đắc tội với vị đại sư huynh này các nàng cũng muốn nói vài lời đỡ cho phương hàn nhưng lại bị khí thế của hoa thiên đô bước đến không thở được không biết hoa sư huynh muốn nói ta đã làm gì a à? phương hàn cũng cảm giác được áp lực đó hít thở có chút không thông nhưng hắn vẫn như cũ không đánh mất tôn nghiêm của mình cố gắng vận lực lớn tiếng hỏi lại không có hoa thiên đô lạnh lùng cười tà sư đệ đệ lại đây người vừa mới thao túng cửu cung kim tháp đi ra Phương Hàn liền nhận ra người này chính nội môn đệ tử bị mình đoạt mất linh phong kiếm ở Ngọc Thiện Đường. Tả sư đệ, linh phong kiếm của đệ đâu? Hoa Thiên Đô hỏi, là hắn, chính hắn dùng ma bảo khí cướp linh phong kiếm của ta. Ngày đó hắn cùng với mấy vị ngoại môn đệ tử của của Đại Đức Hoàng Triều đánh nhau. Ta thấy sự việc không hay nên xuất kiếm ngăn lại, không ngờ hắn lại dùng bảo khí thu lấy phi kiếm của ta. Làm cho mặc sư tỷ khi truy đuổi hồng vấn thái tử không có đủ sáu phi kiếm để bày trận cuối cùng bị chúng độc thủ, tất cả là do hắn, hắn là gian tế của ma môn, tên nội môn đệ tử này chỉ vào phương hàn nói, ánh mắt hiện lên một tia gian trá, sự thật là ngươi ngày đó dùng phi kiếm muốn chặt đứt gân tay gân chân của ta nhưng lại bị ma bảo khí trên người ta tự phát động, thu mất phi kiếm của ngươi. Phương Hàn trong lòng rất muốn một trường đánh chết tên họ tả này, bất quá bây giờ hắn cũng không dám, mà cũng không có năng lực đó. Hờ, ai đúng ai sai, có đại sư huynh minh xét, chuyện này đại sư huynh có thể hỏi mấy người bảo thân vương tên nội môn đệ tử họ tả âm trầm cúi đầu nói ta đã điều tra rõ sự tình rồi hoa thiên nhìn chằm chằm người phương hàn tơ hồ muốn từ trên người hắn tìm ra mánh khóe gì đó phương hàn cảm thấy như quần áo trên người mình đều bị lột sạch may mắn là hoàng tuyền đồ đã được ẩn đi rồi nếu không thì không thể không bị phát hiện pháp lực của hoa thiên cũng thật kinh khủng phương hàn ngươi còn dính dáng đến một việc nữa bất quá sự tình có liên quan đến phương thanh tuyết sư muội mà hiện giờ nàng đang ở trong tiểu tiên giới bế quan tu luyện ta không tiện quấy dày ngươi chỉ là một tên đệ tử nhỏ nhoi lại dựa vào ma bảo khí mà diễu võ dương oai phá hư danh tiếng của vũ hóa môn chúng ta thậm chí còn dám cướp đoạt phi kiếm của nội môn đệ tử chuyện này truyền ra ngoài thì vũ hóa môn chúng ta còn có mặt mũi nào đứng tê tê chín đại môn phái tiên đạo hoa thiên đô nhìn chằm chằm phương hàn nói thu được thất sát hồ lô là làm tăng danh tiếng của Vũ Hóa môn chúng ta, đại sư huynh sao lại nói như vậy, muốn điều tra mọi việc rõ ràng thì cứ chờ Thanh Tuyết sư tỷ xuất quan rồi nói a." À. Phương Hàn vừa nghe Phương Thanh Tuyết đang bế quan thì mừng thầm trong lòng. Bất quá Hoa Thiên càng nói càng nặng, lại đem hành động của hắn gắn liền với danh tiếng của Vũ Hóa môn, hắn thật sự không thể nhịn được, càng nhịn sẽ bị chụp một cái mũ càng lớn hơn. Vốn hắn cũng muốn mềm mỏng nhưng mà bản thân hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Hắn vốn là nô tài Phương gia, cho dù là nô dịch, nhưng từ trước cho đến sau kỳ ngộ, có được cửu khiếu kim đan, hắn cũng chưa từng đánh mất tôn nghiêm của bản thân. Bây giờ nếu ở trước mặt Hoa Thiên Đô mà mềm mỏng, cầu xin tha thứ, vậy thì tôn nghiêm của hắn ở đâu? Không phải lại biến thành nô tài sao? Phương Hàn không chấp nhận mất đi tôn nghiêm của bản thân. Đây là thứ rất quý giá, so với pháp bảo, đan dược đều quý giá hơn rất nhiều. Nhưng khi hắn vừa nói như vậy thì mọi người ở đây đều biến sắc ngay cả mấy đệ tử chân truyền cũng biến sắc lại có dũng khí nói như vậy dám chống đối uy nghiêm của hoa thiên đô đây là chuyện chưa từng có lớn mật ngươi là ai mà dám chống đối hoa sư huynh một chân truyền đệ tử hùng hồ tiến lên một bước nói ha mặt hoa thiên đô cũng lộ ra một tia cười lạnh ngăn chân truyền đệ tử này lại ngươi nghĩ có thể lấy thanh tuyết sư muội ra để chống lại ta sao bất qua ngươi cũng chỉ là một tên đệ tử nhỏ bé ta không thèm so đo với ngươi ta cũng chẳng muốn điều tra ngươi làm gì, bỏ ma bảo khí thất sát hồ lô lại, trở về hào hào tu luyện đi. Đã không có gì để diễu võ dương oai, ta nghĩ ngươi cũng nên tu dưỡng bản tính một chút, có chút phong phạm của đệ tử tiên đạo, nếu không, cứ tiên không ra tiên, ma không ra ma, làm cho các phái khác chê cười vũ hóa môn của ta thì không hay. Gì, Phương Hàn nhíu mày, hoa sư huynh nói ngươi giao thất sát hồ lô ra, trở về hào hào tu luyện, ngươi điếc sao? Một tên nội môn đệ tử quát, Chương 69, thể ngờ thấy đệ tử nội môn quát tháo như thế, máu nóng của Phương Hàn nổi lên. Từ sau khi dùng cửu khiếu kim đan, trong máu của hắn có khí tức của hoàng tuyển đại đế, tự nhiên có tôn nghiêm. Từ một nô phó mà vươn lên trở thành một người có nhiều cơ hội đột phát thần thông bí cảnh, tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Bất quá lúc này hắn cũng rất rõ ràng, cần phải nhẫn, trên đầu chữ nhẫn có một cây dao, đao cắm sâu vào trong tim không đành lòng nhẫn thì hậu quả rất đáng sợ thực lực của đối phương quá mạnh mẽ có thể một chiêu bóp chết diêm huống chi là hắn thất sát hồ lô là do thanh tuyết sư tỷ ban cho ta có gì thì ta cũng chỉ có thể giao trả lại cho thanh tuyết sư tỷ xin hoa sư huynh minh giám đừng làm khó ta hoa sư huynh pháp bảo nhiều như vậy sẽ không tham một kiện bảo khí này chứ trong lúc nói chuyện phương hàn vẫn giữ bình tĩnh ngữ khí rõ ràng hắn biến chuyện hôm nay rất khó mà giải quyết êm đẹp phải thật tỉnh táo, nếu lỡ mà làm điều gì thất thố thì có thể gặp đại hoa sát thân. Thất sát hồ lô là một bảo khí có uy lực rất lớn, có thể tập kích giết địch, lại có thể phòng ngự bảo vệ bản thân, khi nãy đi DFNG để đối phó với thiên ma toàn bộ là dựa vào bảo khí này, một khi mất nó thực lực phương Hàn sẽ giảm đi rất up. Nếu như có thể giữ lại Thất sát hồ lô, sau này trở thành nội môn đệ tử tiếp tục tu luyện, có thể xuống lòng đất săn giết yêu ma luyện chế huyết đan, vào núi sâu tìm kho tàng, xuống biển sâu dò động phủ tiên nhân, vào đầm lầy, núi lửa tìm kiếm linh dược đều dễ dàng hơn rất nhiều, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Dù sao muốn tu luyện đến thần thông bí cảnh cần phải dựa vào đại lượng tài vật để xây dựng trụ cột. Tu hành có bốn đại yếu tố, tài, lữ, pháp, địa. Sao, tài giữ vị trí cao nhất. Sao, tài là tài vật, tiền tài. Lữ là đạo lữ, pháp là công pháp địa là nơi tu luyện một khi mất đi thất sát hồ lô phương hàn cũng mất đi tài vật quan trọng nhất để xây dựng trụ cột cơ sở mất một ưu thế rất lớn ha ha hoa thiên lạnh lùng cười đi về phía trước hai bước ba trăm đệ tử ở đây đều bị tiếng bước chân của hắn làm cho chấn động không dám thở mạnh ngươi nói như vậy là ta tham lam pháp bảo của ngươi nói cho ngươi biết ta được thiên hình trưởng lão ủy thác chỉnh đốn lại vũ hóa môn bởi vì hiện có vài kẻ không tôn trọng môn quy tu luyện ma công luyện chế ma đan sử dụng ma bảo khí nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sao có thể xưng là môn phái tiên đạo nữa làm cho các môn phái tiên đạo khác nói chúng ta là ma môn sao ngươi cùng phương thanh tuyết là những kẻ đầu đàn phương thanh tuyết có quan hệ mập mờ với ma xuất mà ngươi thì chỉ là một con chó dựa vào chủ mà kiêu ngạo ngươi nghĩ rằng ta không dám trị ngươi sao nói cho ngươi biết bắt đầu từ ngày hôm nay ngươi nghĩ ta e sợ phương thanh tuyết sao Hoa Thiên Đô Ta ba tuổi tu đạo, cho tới bây giờ chém giết không ít yêu ma, vì vũ hóa môn thì dù là ma đế ta cũng dám giết. Người không đề cập đến Phương Thanh Tuyết thì thôi, ta cũng không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng người đã nói ra tên nàng thì ta càng phải chỉnh ngươi. Bằng không ta làm sao có thể quản mấy chục vạn đệ tử trong vũ hóa môn, con chó ỷ thế chủ. Nghe bốn chữ này, Phương Hàn càng thêm tức giận, bất quá hắn vẫn nhẫn cố gắng nhẫn, ngươi cho rằng ngươi không đưa thất sát hồ lô thì ta không dám làm gì ngươi sao? Hôm nay cho dù Phương Thanh Tuyết có ở đây thì kết quả cũng vậy mà thôi, đưa cho ta, Hoa Thiên Đô nói nhiều như vậy cũng không phải nói cho Phương Hàn nghe, mà ý muốn tuyên bố với đệ tử ở đây rằng hắn muốn chỉnh đốn lại vũ hóa môn. Dù sao thì hắn cũng đâu có để Phương Hàn vào mắt, không cần phải nói nhiều như vậy. Cho dù có một vạn Phương Hàn đi nữa, hắn chỉ cần một chiêu tuyết mãn càn khôn là có thể giết sạch. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn thấy Hoa Thiên Đô giơ tay ra. Nhất thời một cổ lực lượng mạnh mẽ bao trùm thân thể hắn, tứ chi như bị buộc chặt, không thể động đậy. A hát, a hát, a Phương Hàn toàn thân chấn động, giống lên thiên long bát âm, đồng thời tinh thần tập trung cao độ, thiên lang yên trong thất sát hồ lô bao bọc lấy thân thể hắn, ngưng tụ thành thiên lang chiến khải. Chỉ là chút tiểu xảo, Hoa Thiên Đô không thèm để ý, lật tay đánh ra một trường. Quang mang không có gì hoa lệ, đánh tới một cách thong thả khí lưu bị đè ép phương hàn cảm giác như trời sụp đè xuống một cổ lực lượng vô hình đè nặng lên người hắn thiên lang chiến khải vừa ngưng tụ đá bạo vỡ thiên long bát âm cũng không hét ra được cả thân thể bị đánh ngã ra đất nằm phục trên mặt đất hô thất sát hồ lô mất đi khống chế của hắn lăng không bay đi rơi vào tay của hoa thiên đô hoa thiên đô huy nhẹ tay phương hàn cảm giác da thịt như bị vô số lưới dao cắt xuống mất cảm ứng với thất sát hồ lô Huyết chi tinh thần của hắn trên hồ lô đã bị một cái phất tay của Hoa Thiên Đô giải trừ hoàn toàn, thất sát hồ lô từ nay về sau không thuộc về mình nữa, hận. Một nỗi hận khôn cùng bốc lên, hắn sớm tưởng rằng mình đã tìm lại được Tôn Nghiêm bị đánh mất. Nhưng bây giờ Tôn Nghiêm đó lại mất đi một lần nữa. Mất đi một cách bi thảm dưới thực lực mạnh mẽ của Hoa Thiên Đô. Ta muốn học Hoàng Tuyền Đại Đế, lập ra luân hồi, làm cho thế gian có công đạo, có báo ứng, nhưng hôm nay Tôn Nghiêm của ta đã bị mất còn nói gì đến những chuyện to lớn đó, Phương Hàn lần đầu cảm giác được bản thân. Quá nhỏ bé, hắn muốn thật nhanh trở nên cường đại, mạnh mẽ hơn, mặc kệ là sao đi nữa, nhất định phải có lực lượng cường đại, có lực lượng mới có tôn nghiêm, có tôn nghiêm mới có lý tưởng, ta muốn lực lượng. Phương Hàn giết gào trong lòng, toàn thân giấy rùa bất lực, thấy Phương Hàn bị hoa thiên một chiêu đánh ngã, phục trên mặt đất, đoạt lấy thất sát hồ lô, tên nội môn đệ tử họ tà kia vội nói, đại sư huynh, mong người giúp ta thu hồi lại linh phong kiếm giải quyết tên gian tế ma môn này tốt nhất là phế đi võ công của hắn như vậy mới có thể chấn nhiếp các đệ tử khác bằng không sẽ để lại gương xấu ảnh hưởng đến các chân truyền đệ tử sư huynh không giết gà dọa khỉ sợ rằng sau này khó có thể chỉnh đốn được phải vậy không linh phong kiếm không có trên người hắn bất quá đệ nói cũng đúng ánh mắt hoa thiên đô trở nên lạnh lẽo tựa hồ muốn ra tay hoa sư huynh vâng lệnh chỉnh đốn đệ tử vũ hóa môn Bất quá cũng không cần động can qua với một đệ tử nhỏ bé như vậy. Ta muốn xin sư huynh một cái nhân tình có được không? Đúng lúc này, từ chân trời truyền đến âm thanh trong trẻo, theo sau đó một đóa hoa sen màu lam xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bên trên hoa sen có một người, mắt tựa như mộng ảo, thân ảnh như tinh vân, mở miệng lên tiếng tựa như ngàn hoa nở rộ. "Già lam sư tỷ, già lam sư tỷ." Đông đảo đệ tử nhìn thấy nữ tử này thì đều khiếp sợ hô lên. Hiển nhiên thân phận nữ tử này không tầm thường. Nữ tử này chính là người có thành tựu cao nhất trong các chân truyền đệ tử, Tây Già Lam, Già Lam chậm rãi bay tới, hạ xuống trên mặt đất, y phục bằng tơ tầm phất phơ, nhìn Hoa Thiên Đô thong thả nói, phương hàn này đã cứu Nguyệt Nhi, Vũ Nhi một mạng, Già Lam hội ta nợ hắn một cái nhân tình, không biết Hoa sư huynh có thể tha cho hắn một lần hay không. Sư huynh đức cao vọng trọng, lại ra tay đối phó với một tiểu đệ tử, khó tránh khỏi có phần nếu già lam sư muội đã cầu tình cho hắn, ta cũng tha cho hắn một lần, hoa thiên đô sắc mặt âm trầm, cũng không thấy hắn làm ra động tác gì, Phương Hàn cảm thấy áp lực toàn thân tiêu tán, lại có thể đứng thẳng lên. Cút đi, sau này ta mà còn nghe nói ngươi sử dụng ma bảo khí phá hư thanh danh của vũ hóa môn thì ta tuyệt đó không tha cho ngươi, hoa thiên đô vung tay một cái, một cổ kình phong đánh tới, Phương Hàn không đứng vững được mà bị đánh văng lăn lốt trên đất, quay cuồng mấy vòng. Giả vũ, Nguyệt Nhi vội vàng chạy tới, đỡ Phương Hàn dậy, mặc dù cả người Phương Hàn đầy bùn đất, bộ dáng uể oải, mất hết tôn nghiêm, nhưng các nàng rất bội phục dũng khí của hắn khi dám đối chọi lại tôn nghiêm của Hoa Thiên Đô. Trong đệ tử Vũ Hóa Môn, không có ai có được. Dũng khí chống lại Hoa Thiên Đô như hắn, Vũ Nhi, Nguyệt Nhi, đưa hắn đến già long phong của ta. Ta có chuyện muốn nói với hắn, già làm nhìn mọi chuyện rồi nói, ta có vài lời muốn nói với Hoa Sư Huynh đột nhiên Phương Hàn cất tiếng, rất to và rõ ràng. Toàn thân rung dậy, đứng thẳng dậy, trong mắt chỉ còn một màu đỏ, nhìn Hoa Thiên Đô nói, Hoa Sư Huynh, người hôm nay lấy pháp bảo của ta, làm nhục tôn nghiêm của ta, ta tâm phục khẩu phục, bởi vì ngươi mạnh hơn ta. Không biết ngươi có dám cho ta 10 năm không? 10 năm. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi khổ luyện 10 năm rồi tìm ta báo thù? Hoa Thiên Đô khinh miệt nói, không sai không biết Hoa Thiên Đô có dám cho ta 10 năm không? Nếu không dám cho ta 10 năm thì lúc này có thể phế ta, hoặc là sau này âm thầm để đệ tử khác phế ta. Phương Hàn cắn răng nói, từ kẽ răng vang lên những tiếng âm lãnh. Đệ tử chung quanh đều bị hành động của hắn làm cho ngây giải. Một tên ngoại môn đệ tử lại có dũng khí khiêu khích đại sư huynh. Chuyện này quả thực rất bất ngờ, cũng giống như một người nông dân nói với hoàng đế rằng hắn muốn đoạt ngôi vị của hoàng đế. Thật là buồn cười, ha 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 ha. Hoa Thiên Đô cũng không ngờ rằng Phương Hàn lại có dũng khí như vậy, đối với ta ngươi không khác gì một con kiến. Vậy mà lại có dũng khí khiêu chiến ta, đừng nói là 10 năm, cho dù có cho ngươi trăm năm thì ngươi cũng không làm được gì cả. Mọi người nghe cho rõ, sau này không nên làm phiền hắn. Để cho khổ luyện 10 năm, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao báo thù rửa hận. Đệ tử Vũ Hoa Môn có được dũng khí như vậy cũng không nhiều, Hoa Thiên Đô ta không có nhỏ mọn như vậy, chỉ vì một con kiến mà phải động can qua như vậy thì làm sao có thể tu tiên được? Còn nói gì đến chuyện trường sinh, phúc? Phương Hàn đột nhiên quỳ xuống, chỉ tay lên trời thề lớn, Hoàng Thiên chứng giám, Phương Hàn ta trong vòng 10 năm nhất định trở thành chân truyền đệ tử, cùng hoa thiên tử chiến trên thiên hình thai. Không chiến thắng người này, Phương Hàn ta sẽ tự sát, vĩnh siêu sinh, hôi phi yên diệt. Hoàng Thiên làm chứng, Phương Hàn ta nếu phạm lời thề, thiên địa chu diệt, nhân thần cộng sát, nhìn thấy Phương Hàn thề độc như vậy, Già Lam cũng có chút sửng sốt, còn các đệ tử khác đầu tiên là khiếp sợ, sau đó thì thì thầm bàn tán. Người như vậy cho dù có luyện một trăm năm cũng không có khả năng sánh được với Hoa Sư Huynh. Ta xem hắn bị Hoa Sư Huynh đáng đến nổi điên rồi. Hoa Sư Huynh liệu có để ý tới hắn không? Đương nhiên là không, Hoa Sư Huynh là người như thế nào? Hắn cuối cùng cũng chỉ là một con chó mà thôi. Thật là ngông cuồng tự đại, bất quá Hoa Sư Huynh hàm dưỡng tốt thật, nếu là ta sớm đã một trường đánh chết hắn rồi. Người, này cũng không tầm thường, hắn nói với Hoa Sư Huynh như vậy, ít nhất trong 10 năm sẽ không có ai dám gây chuyện với hắn. Hoa Sư Huynh thậm chí còn che chở cho hắn, tránh bị người khác nói rằng Huynh ấy sợ đêm dài lắm mộng mà hại hắn. Điểm khôn ngoan vặt ấy, ai lại không nhìn ra, bất quá hắn chỉ sống được 10 năm thôi, cũng chỉ được nhất thời mà thôi, 10 năm thời gian qua đi, đến lúc đó hắn sẽ hối hận. Hoa Thiên nghe Phương Hàn phát ra lời thề ác độc như vậy, ánh mắt chợt lóe ra một tia ác độc, tiếp đó cười lạnh nói, ngươi quả thật rất giống với Phương Thanh Tuyết, tính tình, dũng khí không chút khác biệt, bất quá đều là tính tình đạp nhập ma đạo. Mười năm, để ta xem ngươi có thể làm được cái gì, bất quá với tính cách của ngươi, muốn bước vào thần thông bí cảnh cũng khó nữa là. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn chìm trong sương khói, mang theo thất sát hồ lô biến mất. chương 70, Già Lam tặng kiếm, hà hà, khảo hạch kết thúc. Vượt qua được khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử, còn thấy được một màn đặc sắc như vậy, chuyến đi này quả thật không uổng phí. Đúng vậy, lại có người không biết sống chết, dám khiêu chiến hoa sư huynh, quả thực là lấy trứng trọi đá. Nếu đổi lại mấy người như Nguyệt Tỷ trên Sơn Hà Bảng khiêu chiến còn có thể, Phương Hàn này không biết có thể tiến vào Sơn Hà Bảng hay không mà lại dám ngông cuồng như vậy. Nghe nói người đứng đầu Sơn Hà Bảng có một kiện bảo khí. Một kiện bảo khí chân chính, lại có một bộ pháp y có thể chống đỡ 10 thanh phi kiếm một lúc. Phi, Phương Hàn này làm sao có thể tiến vào Sơn Hà bảng? Hắn kiêu ngạo như vậy là nhờ có Thất Sát Hồ Lô, bây giờ bị Hoa Sư huynh lấy đi, thì hắn dựa vào cái gì để đấu với người khác? Chỉ cần một nội môn đệ tử phóng một kiếm cũng có thể chém chết hắn. Loại người này mà có thể tiến vào Sơn Hà bảng sao? Trên Sơn Hà bảng đều là cao thủ, có thể tùy thời chờ đột phá thần thông bí cảnh, thành chân truyền đệ tử của bồn môn, môn phái coi họ như bán, một nửa chân truyền đệ tử rồi, linh khí đan dược cũng cấp cho họ rất thoải mái. Cầm thanh, tốt hơn là ít bàn tán về phương hàn đi, không thấy giả lam hội rất coi trọng hắn sao, đi thôi, đi thôi. Chúng ta phải cố gắng tu luyện, mấy tháng nữa có thi đấu trang vị Sơn Hà Bảng, nếu có biểu hiện tốt sẽ được thường rất nhiều đó, tiếng nghị luận xung quanh, phương hàn nghe rõ từng câu chữ, nhưng hắn vẫn không nói gì, đứng lên, phủi hết bụi đất trên người mình. Hắn biết, không bao lâu nữa danh tiếng, ngông cuồng tự đại, không biết tự lượng sức của hắn sẽ truyền khắp môn phái vô số người sẽ cười nhạo hắn bất quá như vậy hắn càng thêm kiên định tin tưởng vào mục tiêu theo đuổi lực lượng của bản thân chưa có lúc nào hắn lại khao khát có lực lượng mạnh mẽ bằng lúc này hoa thiên đô tạm thời sẽ không tìm ta gây phiền toái phương thanh tuyết sau khi bế quan biết tin ta khiêu chiến với hoa thiên đô không biết sẽ nghĩ thế nào khẳng định sẽ có một cách nhìn khác về ta lần thi đấu sơn hà bảng sắp tới đệ tử bài danh hàng nhất sẽ được một kiện bảo khí. Ta nhất định phải đoạt được kiện bảo khí này, làm cho mọi người câm miệng, cho họ biết ta có tư cách khiêu chiến hoa thiên, phương hàn thầm tính trong lòng, hắn sở dĩ phát thệ khiêu chiến hoa thiên đô, một là để tránh những phiền vái sau này, hai là tăng thêm giá trị của mình trong lòng phương thanh tuyết. Phương thanh tuyết thích người có tính cách mạnh mẽ, càng có ngạo cốt nàng sẽ càng hân thưởng bây giờ mình với thân phận một ngoại môn đệ tử lại dám khiêu chiến đại sư huynh là chân truyền đệ. Tử, đây quả thực là, hy sinh thân mình cũng phải kéo hoàng đế xuống ngựa, phương thanh tuyết sau khi ra khỏi tiểu tiên giới, biết được hành động của hắn, sẽ càng coi trọng. Phương Hàn, đây là già lam sư tỷ nhìn thấy Phương Hàn sau khi thề xong thì đứng lên, hai người hư nguyệt nhi, giả vũ vẫn còn có chút sợ hãi, ánh mắt nhìn Phương Hàn có chút mơ hồ không hiểu làm sao trong một thân thể nhỏ bé lại ẩn chứa một dũng khí to lớn nhường ấy một thân thể nhỏ bé nhưng ẩn chứa dũng khí to lắn gấp trăm ngàn lần dũng khí này là từ đâu mà có công tâm mà nói các nàng trước mặt hoa thiên đô ngay cả thở mạnh cũng không dám hoa thiên đô muốn động thủ giết các nàng sợ rằng các nàng cũng không dám phản kháng bởi vì trước uy thế của hắn các nàng không dám có một chút tâm tư phản kháng nào này cũng giống như hoàng thượng muốn thần tử thần không thể không tử già lam sư tỷ cảm tạ tỷ vừa rồi đã nói giúp nếu không có lẽ ta đã bị phế rồi từ nay về sau chỉ có thể làm một phế nhân mà thôi phương hàn quay người hướng tới tây già lam vái một vái thật sâu mười năm thời gian quá ngắn già lam nói sao phương hàn nghe không rõ ta nói trong vòng mười năm đệ muốn thắng được hoa thiên là chuyện không tưởng ta không nhìn thấu đệ già lam lắc đầu nói với cảnh giới tu luyện trạng thái cơ nhục của đệ có lẽ phải có kỳ ngộ gì nên mới tràn ngập tự tin như vậy. Bất quá chỉ cần đệ tử chân truyền của Vũ Hóa môn, người nào không có kỳ ngộ tiên duyên? Cho dù chỉ là một nội môn đệ tử, để nổi danh trên sơn hà bảng thì kỳ ngộ cũng không nhỏ. Hoa Thiên Đô cũng là một người có đại vận khí, đại phúc duyên, lúc nhỏ vào rừng vô nhầm tiên nhân động phủ, thu được y bát của bản võ tiên tôn để lại, cùng vô số pháp bảo, đan dược, bí tục, hắn tu luyện bản võ đại lực pháp lực hùng hồn, trong chân truyền đệ tử không ai có thể sánh bằng. Đại trưởng lão, trường giáo sư Tôn cũng rất trông chờ hắn có thể đứng ra lấy chút thể diện cho vũ hóa môn. Sau này trong quần tiên thịnh hội, chấn áp đệ tử các môn phái khác, già lam nhẹ nói, thực lực, vận khí, tiên duyên của hoa thiên gây cho người khác một áp lực rất lớn, làm cho người ta cảm thấy không thể thắng được hắn. Thật vậy sao? Phương Hàn nghe vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn thật không ngờ bản thân xem như đã có đại kỳ ngộ rồi mà lại còn có người có đại kỳ ngộ, đại tiên duyên so với mình còn may mắn hơn, con đường tu hành là từ từ mà đi, cho dù hắn có tu luyện đột phát được trường sinh bí cảnh thì ta cũng không sợ, cùng lắm thì liều chết đánh một trận. Hắn càng lợi hại thì ta càng có thêm động lực tu luyện. Ưm, đệ rất giống phương thanh tuyết, tràn đầy dũng khí, tràn đầy nhiệt. Huyết, thật giống như là đúc một khuôn mà ra. Năm đó tại quần tiên đại hội, phương thanh tuyết chỉ mới tấn trước thành chân truyền đệ tử vậy mà lại có dũng khí đối mặt với cuồng trưởng lão của nhật nguyệt kiếm tông già lam lắc đầu cười nhẹ ngươi không cần cảm ơn ta lần này đệ cứu mấy người nguyệt nhi công lao rất lớn đây là một bộ ba thanh phi kiếm tên là tam tinh băng ngọc kiếm là linh khí ta lấy được khi thăm dò di tích của một tiên nhân cũng không phải thứ gì tốt tặng cho đệ coi như để tạ ơn đệ nếu muốn tranh vị trên sơn hà bảng thì nhất định phải có phi kiếm trong lúc nói chuyện vị chân truyền đệ tử này vung tay lên ba thanh phi kiếm từ trong ống tay áo này bay ra rơi trên tay phương hàn phương hàn vừa nhìn thì có cảm giác như ba thanh phi kiếm này được chế tạo từ băng tinh trong suốt tinh khiết trên mặt lộ ra vẻ vui mừng già lam vung tay hào phóng cũng nằm trong dữ liệu của hắn bởi vì thực lực đối phương rất mạnh đã sớm đạt tới tầng thứ năm thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh có thể tự mình luyện chế linh khí cho nên dù phi kiếm đối với các đệ tử khác thì như vật của thiên giới, nhưng đối với nàng thì cũng không tính là gì. Bất quá ba thanh phi kiếm kém hơn rất nhiều so với thất sát hồ lô. Các muội trở thành nội môn đệ tử là chuyện đáng mừng, hư nguyệt nhi, giả vũ, hai muội mỗi người được một thanh phi kiếm, những người còn lại mỗi người một thượng đẳng pháp khí, giả lam lại vung tay lên, trong tay hư nguyệt nhi và giả vũ có thêm hai thanh phi kiếm các nữ đệ tử khác mỗi người được một cái túi nhung, không biết bên trong chứa cái gì nhưng có thể nhìn ra được là đồ tốt. Trở về thôi, Phương Hàn, mặc dù già Lam Phong không cho nam đệ tử tiến vào, bất qua người có dũng khí như vậy, ta rất muốn xem thử sau 10 năm người có thể tiến được đến đâu. Đối với người tu hành như chúng ta thì thời gian tựa như thoi đưa, 10 năm thời gian trôi qua trong chớp mắt, nếu như trong lúc tu hành có nghi vấn gì, có thể đến già Lam Phong tìm ta. Nói xong thì thân thể già lam chớp động, dưới chân hiện ra một đài sen, phiêu đáng bay đi. Phương Hàn cũng bước đi, bởi vì trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa đá rộng, chính là cửa đá do Vũ Hóa Môn mở ra, là thông đạo giúp đệ tử trở về. Diêm ngươi đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi, già lam vừa đi thì ta đã tỉnh rồi. Những người này có thực lực rất kinh khủng, trước khi khôi phục được như trước kia, ta không phải là đối thủ của họ, Diêm đột nhiên nói, giả lam lại cho ngươi ba thanh phi kiếm, tốt, Vất vả kiếm mãi bây giờ ngươi có 10 thanh phi kiếm, tương ứng với 10 phi thiên giả xoa. Khi bọn chúng lột xác hóa thành tu la, để phi kiếm dung nhập vào trong cơ thể bọn chúng. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ biến thành những con rối rất lợi hại.